Lên rồi đấy. Chào Huyền Nga, chào các bạn. Đây là chị. Các bạn thân mến, chào các bạn, chào buổi sáng chủ nhật. À, cuối tuần thì các bạn có gì vui? Chắc là hôm nay là một ngày thời tiết rất là đẹp nên là các bạn cũng có những dự định riêng cho mình rồi. À, cảm ơn các bạn đã nán lại với Du học Hàn Quốc Mét một chút vào buổi sáng để chúng ta có thể cùng chia sẻ một trong những chủ đề được rất là nhiều bạn hỏi, quan tâm, dù là các bạn sinh viên tương lai sắp đến nhập học tại MEP cũng như là những bạn sinh viên đã nhập học tại MEP rồi, thì một trong những chủ đề mà MEP vốt lên đó các bạn luôn luôn hỏi đó là về chứng minh tài chính. Bởi vì chứng minh tài chính là một trong những hạng mục khó hiểu, không dễ để nắm bắt sự thay đổi hàng năm của đại sứ quán, cũng như là đôi khi các bạn rất là mơ hồ về hiểu rằng chứng minh tài chính thực sự là gì, mình cần phải chuẩn bị những giấy tờ nào, những nhóm trường nào được miễn chứng minh tài chính, những nhóm trường nào thì bắt buộc phải chứng minh tài chính, và các cấp độ chứng minh tài chính khi nộp hồ sơ sang trường cũng như khi nộp hồ sơ vào tổng lãnh sự hoặc là đại sứ quán thì sẽ khác nhau như thế nào. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi giải đáp chương trình này. Các bạn có thể thấy hôm nay MEP lên sớm hơn tầm khoảng 4 phút bởi vì là chúng tôi muốn chắc chắn về mặt kỹ thuật, do là đợt này thì Facebook đôi khi hơi có những cái trục trặc về mặt kỹ thuật nên việc là testing sớm thì cũng không bao giờ thừa. Chị Hoa thì có suy nghĩ gì về chủ đề ngày hôm nay ạ? Khi bắt đầu chị Nga gửi lời chào đến các bạn và nói rằng là ngày hôm nay các bạn có kế hoạch gì, sáng nay các bạn đã làm gì rồi, thì chị chợt nhớ ra là sáng ngày hôm nay thì chị cũng trồng được một cái cây trong một chiếc bình rất là đẹp. Đấy là một sở thích của chị trong ngày cuối tuần. Và khi mà chị trồng cho mình một cái cây nhỏ xinh, có thể là trong số tới chị cũng sẽ mang ra để khoe với các bạn. Thì chị chợt nghĩ về chủ đề ngày hôm nay, đó là chúng ta nói về vấn đề là visa du học cũng như là một trong những cái bước quan trọng là chứng minh tài chính. Thì chị chợt nghĩ là giống như cái cây của mình đó, để một cái cây lên xanh tốt, tức là để giống như là việc là các bạn sinh viên có visa thì một trong những cái điều rất là quan trọng là các bạn phải chứng minh tài chính để đạt được tất cả những cái tiêu chí của đại sứ quán. Và chị chợt nghĩ là cái việc chứng minh tài chính, nếu như mà mình so sánh một cái bình cây đẹp thì đó chính là cái cây nó mọc lên thì từ một cái bình rất là đẹp và từ một nguồn đất tươi tốt. Thì chứng minh tài chính nó là một cái yếu tố rất là quan trọng để cấu thành một cái visa thành công. Thì nói chuyện về cái cây của chị trong buổi sáng ngày hôm nay, nhưng cũng để chia sẻ với các bạn rằng là để có một cái chiếc bình rất là đẹp và để cho cái cây có thể phát triển được, thì một trong những cái điều quan trọng đó là chúng ta trong quá trình mà xin visa thì chúng ta phải làm sao để có một bộ hồ sơ chứng minh tài chính chuẩn đại sứ quán. Và đó cũng chính là cái nội dung chủ đề ngày hôm nay. Trước khi bước vào phần nội dung chính của chương trình thì chúng ta sẽ gửi lời chào đến các bạn đã gửi lời chào đến chương trình livestream của MEP. Chào Chami, em chào các chị, chào Chami. Mi sáng nay sau khi xem livestream có đi đâu không em? Bạn Phương Nguyễn, chào Phương Nguyễn. Thanh Hà chào các chị yêu, chào Thanh Hà. Phan Bình thì rất là phấn khởi và nhanh chóng bạn đặt một câu hỏi hơi ngoài một chút nhưng mà chắc là đầu giờ chị trả lời luôn cho em. Chị ơi, em vừa hỏi là em đang học đại học hệ vừa học. Em học đại học hệ vừa học vừa làm. Vậy các trường Top Sky có nhận không? Mong được hai chị giải đáp. Em học đại học hệ vừa học vừa làm. Thực ra nếu mà em vào Top Sky, tức là ba trường là Yonsei, SNU và Korea, thì ba trường này chỉ là nếu bắt đầu em sẽ nên bắt đầu từ hệ tiếng. Thì chị không biết là hệ cấp 3 của em như thế nào, nhưng mà thực ra khi mà học sinh xin học vào ba trường này, dựa trên kinh nghiệm làm hồ sơ cho học sinh của mình, bởi vì MEP thì có học sinh học cả ở SNU, Yonsei và Korea đúng không ạ? Thì quan trọng là bằng cấp 3 của em và điểm cấp 3 của em tốt, bởi vì nếu em đi học hệ tiếng thì sẽ xét vừa học hồ sơ cấp 3 hơn là hồ sơ đại học. Và Top Sky thì có một điểm là sẽ yêu cầu tài chính khá là mạnh, cho nên là em cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay để hiểu hơn về chứng minh tài chính, đặc biệt với những trường top đầu như là Top Sky. Còn lại đại học vừa học vừa làm nó không có vấn đề gì đâu em cứ tự tin apply tại MEP để MEP cùng em đến Top Sky, các trường danh giá nhất Hàn Quốc nhé.
À, bạn dạ trong lúc mà chị Nga thì cũng có đang là kiểm tra phần comment của các bạn, thì chị cũng chia sẻ thêm với các bạn một chút về thông tin hiện nay để mà xin visa du học Hàn Quốc được, cũng như là trong quá trình mà chúng ta lựa chọn trường, giống như câu hỏi của em vừa rồi đó, thì thực ra là trường cũng như là đại sứ quán thì rất quan tâm tới ba yếu tố quan trọng liên quan đến học sinh. Dạ. Thứ nhất đó chính là hồ sơ học tập của các bạn. Dạ. Đây là điều đầu tiên mà đại sứ quán cũng như nhà trường nhìn vào. Nhưng bên cạnh đó thì họ cũng sẽ quan tâm tới hai yếu tố nữa. Dạ. Thứ nhất đó chính là hồ sơ nhân thân của sinh viên để xem là các cái yêu cầu liên quan đến như là độ tuổi này, dạ, hoặc là hoàn cảnh gia đình này. Đúng rồi. Tất cả những cái điều đó nó có chi phối đến quá trình mà xét để tiếp nhận học sinh. Và một trong những cái điều quan trọng nữa đó chính là cái việc là chứng minh tài chính. Dạ. Vì các bạn đi du học theo hình thức, chúng ta hiểu rằng là chúng ta đi theo hình thức tự túc. Như vậy thì cha mẹ chúng ta hoặc là người bảo lãnh tài chính là người phải đứng ra để có thể chi trả và bảo lãnh cho các bạn trong suốt quá trình các bạn đi du học nước ngoài. Dạ. Thế cho nên rằng là đây là một cái yếu tố rất là quan trọng khi mà nhà trường cũng như là đại sứ quán xét hồ sơ của các bạn. Bởi vì là cái quá trình du học tự túc của chúng ta nó không phải là quá trình ngắn hạn. Dạ. Thường thì các bạn đi du học là các bạn sẽ học chương trình chuyên ngành, theo đó là các bạn sẽ có 1 năm học tiếng trung bình, và sau đó là nếu như các bạn học đại học là 4 năm. Dạ. Thế vậy thì độ tuổi, cái khoảng thời gian mà các bạn đi du học nó mức trung bình là khoảng 5 năm, đấy là khoảng thời gian khá là dài. Và bên cơ quan xét duyệt hồ sơ, tức là nhà trường, đơn vị đầu tiên tuyển lọc hồ sơ các bạn, và thứ hai là đại sứ quán, thì cần phải thấy nhìn nhận rõ được rằng là trong suốt cái quá trình có chiều dài như vậy thì học sinh luôn luôn là có một người đứng ra để bảo lãnh và hỗ trợ để cho sinh viên có đủ học phí cũng như là sinh hoạt phí trong suốt quá trình mà các bạn đi du học ở nước ngoài. Bởi vậy, để mà có một cái phê duyệt về visa cũng như là phê duyệt thư mời dành cho các bạn thì cái việc mà chứng minh tài chính được coi là một việc rất là quan trọng. Thì trong ngày hôm nay thì chúng ta, trong cái buổi nói chuyện này thì chúng ta cũng xin đi lần lượt những cái nội dung cơ bản. Thứ nhất đó là chứng minh tài chính là gì? Đúng rồi. Thứ hai là các bước chứng minh tài chính và thủ tục ra sao. Hiện nay thì ở Đại sứ quán Hàn Quốc cũng như là các trường thì có phân loại hay không? Và trên thực tế thì có các hình thức chứng minh tài chính như thế nào? Dạ. Và song song trong quá trình đó thì Du học MEP cũng sẽ cùng các em để giải đáp các câu hỏi. Khi mà chị lược qua cái phần thông tin vừa rồi thì các em mà thấy rằng là mình có những câu hỏi nào cần được giải đáp luôn thì có thể là để lại comment, thì sau đó thì là MEP cũng sẽ trực tiếp trả lời các bạn. Thì như vậy thì là chúng ta sẽ hiểu rõ về cái buổi nói chuyện ngày hôm nay hơn. Dạ. Xin mời chị Nga tiếp tục. Dạ. Chào Vân Anh, Vân Anh thương yêu. Vân Anh đã quen nếp học nếp sống cho em, hy vọng là sắp có cuộc thi văn nghệ đấy. Vân Anh chuẩn bị nhá. Hôm nay chị xem livestream Vân Anh hát rồi. Quang Hồ em chào hai chị chào Quang. Phú Thịnh một là gửi lời chào, hai là hỏi là chứng minh tài chính và SNU có yêu cầu như thế nào không ạ? Hôm trước Thịnh có xem livestream giữa thầy Trang từ Đại học Quốc gia Seoul, SNU và MEP không em? Thì trong buổi đó cũng có nói một chút về chứng minh tài chính, lát nữa chị sẽ giải thích kỹ hơn cho Thịnh nhé. Nguyễn Hữu Tâm, các bạn đăng ký vào MEP học chung với mình vui lắm nè. Tâm bắt đầu kêu gọi đồng bọn đây. Thế nếu mà các bạn vào chung thì Tâm là lớp trưởng nhá. Khánh Hạ, em chào hai chị, chào Hạ. Phương Nguyễn bắt đầu hỏi về chứng minh tài chính thì cần những giấy tờ gì, thì lát nữa chắc là chị Hoa trả lời câu hỏi này. Bạn Mai, em chào các chị chào Mai. Em nghĩ là bây giờ có một bạn tên như người Hàn Quốc, Jung U Park, Trung đọc được tiếng Hàn là Trung U Park, MEP thực sự là chị cảm ơn Trung. Bạn có gửi lời khen MEP, thì chúng ta sẽ bắt đầu bước vào những câu hỏi về chứng minh tài chính. Như vậy, để các bạn hiểu, thực ra nếu mà chúng ta đưa ra một khái niệm mang tính chất academic thì nó rất là nặng nề, nhưng mà word by word ra các bạn cứ hiểu đây. Dạ em ở đây có ổn, cảm ơn Vân Anh đã phản hồi tốt. Vân Anh cố gắng nhá, mình sắp bước đến những tuần rất là có nhiều hoạt động vui ở MEP rồi, về định hướng, về orientation sâu cho các bạn, chuẩn bị cho kỳ tháng 12 và tháng 3. Chị quay trở lại câu chuyện thì bản chất của chứng minh tài chính là gì? Như các bạn nghe từ bóc tách ra chúng ta cũng sẽ thấy, chứng minh là thể hiện rõ ràng bằng các giấy tờ, bằng sự giải trình. Và tài chính tức là yếu tố tài chính của các bạn để thể hiện, thứ nhất là với trường, thứ hai là với đại sứ quán hoặc là với tổng lãnh sự quán, rằng tôi có đủ điều kiện tài chính để đi du học Hàn Quốc. Điểm này là một điểm mà chị Hoa, khi mà mình làm việc với các phụ huynh ấy, đôi khi các phụ huynh không hiểu nên mình phải giải thích. Đây cũng là một dịp tốt để các bạn có thể hiểu và trao đổi cùng cha mẹ. Thì nhiều ba mẹ các bạn khi nói chuyện thì đều nói rằng là tôi có bấy nhiêu tiền là tôi đủ cho con đi, tôi thì cần gì phải chứng minh tài chính, tôi có đủ tiền mà. Thực ra là
đúng thực sự khi mà tất cả các vị phụ huynh đến với MEP và xác định cho con đi Hàn Quốc thì MEP chắc chắn hiểu rằng là quý vị phụ huynh đã có chuẩn bị tiền rồi và chắc chắn có đủ tiền. Điều đương nhiên. Đúng rồi, điều đương nhiên, bởi vì nếu không có tiền chắc chắn không bao giờ cho con đi học nữa, là đi du học nữa. Đúng vậy. Thì là một cái khoản khá là tốn kém rồi. Nhưng về bản chất, mình luôn luôn bóc tách cho các vị phụ huynh cũng như các bạn học sinh hiểu rằng từ góc độ các trường đại học Hàn Quốc cũng như đại sứ quán, khi mà xét một bộ hồ sơ thì không chỉ nhìn thấy là ok có một món tiền, mà còn thể hiện rõ ràng rằng nguồn tiền đấy ở đâu ra, tức là chứng minh thu nhập như thế nào, công việc ra sao, nguồn tiền đó có ổn định không, tức là nguồn tiền đó nó có thể duy trì trong 1 năm, 2, 3, 4 năm khi mà các bạn học dài ra bên kia, và nguồn tiền đó là nguồn tiền hợp pháp. Đó là những cái điểm mà chúng ta mới có cái cụm từ nghe nó rất là dài, là chứng minh tài chính và gây khó hiểu, thì hay viết tắt là CMTC. Các bạn hãy viết CMTC là cái gì. Thì bạn Phượng Nguyễn có một câu hỏi, một bạn chứng minh tài chính Trung An cần những gì. Câu này là câu rất là hay, lát nữa chị sẽ trả lời em bởi vì rất là đặc thù. Minh Thiện, em chào các chị chào Thiện. Chứng minh tài chính, như bạn Phương lúc nãy có câu hỏi, bạn Phương hay bạn Phượng mà không biết dấu, em không biết chứng minh tài chính gồm những mục nào và gồm những giấy tờ gì. Thì phần giấy tờ chị Hoa sẽ giải thích, còn những mục nào thì chị xin bóc tách luôn tại đây, bởi vì cũng đúng thời điểm này, tức là lập thu Hàn Quốc năm ngoái, thì MEP cũng có một chuyến công tác đến Hàn Quốc và cũng có quay một cái sọt rất là đẹp ở Seoul về chứng minh tài chính. Chị là người nói cho nên hôm nay chị lại đóng lại vai này là mình giải thích chứng minh tài chính là gì. Chứng minh tài chính về bản chất sẽ có hai phần. Phần một là xác nhận về công việc và thu nhập của bố mẹ các bạn hoặc là người bảo lãnh tài chính. Tại sao chị lại nói là hoặc là người bảo lãnh tài chính ở đây? Bởi vì trong trường hợp nếu các bạn chẳng hạn có chị gái lấy chồng ở Hàn Quốc thì người chị gái và người anh rể là người đứng ra bảo lãnh được. Mình cũng có một số trường hợp như thế này. Và các bạn lưu ý, nếu bảo lãnh bằng chị gái và anh rể tại Hàn Quốc thì mình phải có một bộ hồ sơ hoàn toàn khác. Đó, thì khi mà các bạn đến MEP thì MEP cũng sẽ có những cái giấy tờ để hướng dẫn các bạn là làm thế nào để được trường Hàn Quốc chấp nhận cũng như là đại sứ quán và cục xuất nhập cảnh chấp nhận. Đó. Còn lại về cơ bản, đa phần các bạn đều là do bố mẹ đứng ra bảo lãnh tài chính hoặc anh chị bảo lãnh tài chính cũng được, trong trường hợp bố mẹ không còn khả năng bảo lãnh tài chính nữa. Như vậy mình phải thể hiện rõ được công việc và thu nhập của người đó. Tức là thường là mình hay có một cái xác nhận. Nếu là chẳng hạn như là làm tự do chẳng hạn thì sẽ có xác nhận của địa phương. Còn nếu làm cho công ty, doanh nghiệp hoặc là những tổ chức thì sẽ do công ty, doanh nghiệp và tổ chức đó xác nhận. Đấy là cơ bản về xác nhận về công việc và thu nhập. Thứ hai là về một cuốn sổ tiết kiệm. Thì cuốn sổ tiết kiệm này là một chủ đề rất là nhiều người bàn, vì các bạn thắc mắc rất là nhiều. Thì năm nay MEP có một cái mã code về sổ tiết kiệm để các bạn hiểu là trường nào thì sổ đó, trường nào thì tài chính đó. Chẳng hạn như các bạn nộp vào các trường 1% đó, thì các bạn không cần phải có một cuốn sổ gửi trước 6 tháng mà các bạn chỉ cần một sổ trị giá 10.000 đô thôi, đứng tên các bạn cũng được, bố mẹ các bạn cũng được, và mở bất kỳ lúc nào. Thứ hai là nếu mà các bạn gửi hồ sơ vào top trường chứng nhận, tức là 77 trường sẽ phỏng vấn tại Tổng lãnh sự hoặc là Đại sứ quán, các bạn cần có một cuốn sổ tiết kiệm gửi trước 6 tháng thời điểm các bạn nộp hồ sơ vào Đại sứ quán. Ví dụ các bạn nộp vào tháng 11 thì suy ra sổ đó trừ lùi phải được từ tháng 5. Đó. Năm nay đặc biệt hơn là có một nhóm trường khác là nhóm trường top 3, tức là mã cốt visa thẳng thuộc top 3. Thì các bạn không phải có sổ tiết kiệm, nhưng các bạn cần phải mở một tài khoản tại ngân hàng Hàn Quốc ở Việt Nam, có thể là Shinhan, có thể là Uri. Trước đây thì đại sứ quán chấp nhận nhiều hơn, nhưng dần dần thì họ thắt chặt lại và hiện nay chỉ có hai ngân hàng này được chấp nhận. Nhân đây thì MEP cũng có một cái thông báo rất là cập nhật. Đó là vào ngày mai, tức là trưa thứ hai, vào 11:30 thì có một event rất là được mong chờ, hot hơn event của em với chị rất nhiều, vì em thấy lượng các bạn phản hồi rất là nhiều. Đó là chị Hoàng Xuân Quỳnh, tổng giám đốc của MEP, thì sẽ trực tiếp cùng với ngân hàng Uri để phân tích về việc là tại sao các bạn nên gửi sổ 10.000 đô này tại ngân hàng Uri. Hôm trước thì chúng mình có xin nói chuyện với Shinhan Bank rồi. Dạ. Và chúng ta cũng biết là theo quy định thì hiện nay thì có hai ngân hàng Hàn Quốc mà có trụ sở ở Việt Nam, đó là Shinhan và Uri. Dạ. Thì được là cái cơ quan mà chỉ định để có thể là hỗ trợ cho các phụ huynh và sinh viên ở Việt Nam. Dạ. Để chứng minh tài chính với đại sứ quán theo cái chuẩn cái yêu cầu của visa cốt top 3. Đúng. Thì hôm trước thì chúng ta cũng đã có những cái thông tin rất là bổ ích liên quan từ đến Shinhan, các quy định từ Shinhan. Dạ. Rồi. Dạ. Và ngày mai sẽ là Uri, và từ thông tin của hai buổi nói chuyện như thế này thì các bạn cũng sẽ hiểu được là các cái quy trình như thế nào. Đúng rồi. Sự khác biệt như thế nào. Áp dụng đối với hai ngân hàng này, và điều quan trọng là các bạn có sự so sánh. Đúng rồi. Để thấy được cái sự khác biệt và cái ngân hàng nào thủ tục của họ thì phù hợp với điều kiện. Cũng như là
phù hợp với cái nguyện vọng của gia đình nhà mình hơn trong cái quá trình mà họ làm thủ tục này cũng như là họ giải ngân. Dạ. Đó thì thực ra thì đây là một thực ra là cái visa Cotoba như chị Nga vừa nói thì năm nay được coi đối với những người làm nghề được coi là một sự kiện. Đúng, một sự kiện nổi bật. Bởi vì trước đây thì chưa có, các em ạ, cho đến năm 2020 thì đánh dấu có một cái diện visa mới, đó là diện visa Cotoba. Bởi vậy mà khi bắt đầu là visa Cotoba đã được mọi người biết đến và được coi là phổ cập về mặt thông tin ấy, mọi người biết nhiều hơn, thì một trong những cái điều quan trọng đó chính là quyển sổ 10.000. Đúng rồi. Thì cái quy trình làm như thế nào, các bước ra sao, và trong đó điều quan trọng đó là vấn đề giải ngân. Thế thì những cái buổi nói chuyện quan trọng như hôm trước là Sinhan và ngày mai là Uri thì sẽ giúp cho các em là có được một cái nhìn toàn cảnh nhất, thì từ đó bên phía công ty tư vấn cho các em cũng thuận tiện hơn, và quan trọng hơn đó là các em cũng sẽ hiểu là hình thức nào phù hợp với bản thân mình nhất. Đúng rồi. Thì sau cái buổi nói chuyện ngày hôm nay thì ngày mai các em cũng chờ đón nhé. Còn hình như là bạn Phương vừa rồi câu hỏi của bạn nó có hai phần. Dạ. Đúng không em? Dạ. Thứ hai Nga trả lời rồi, còn bây giờ là chị sẽ trả lời với bạn về mặt hồ sơ giấy tờ đúng không em? Vâng, tức là bạn hỏi là giấy tờ chứng minh tài chính gồm những giấy tờ gì thì chị có thể trả lời bạn được không ạ? Quay trở lại với những cái gọi là kiến thức nền tảng nhất, thì khi mà chụp chứng minh tài chính á, thì vì xuất phát điểm đó là trong cái bộ hồ sơ này sẽ xác định rằng ai là người bảo lãnh tài chính. Dạ. Người đó công việc là gì, thu nhập ra sao, sự bền vững của công việc thể hiện như thế nào. Dạ. Và người đó có sự tích lũy thể hiện qua quyển sổ tiết kiệm chưa, thì đó chính là những cái yếu tố chủ chốt của câu chuyện là chứng minh tài chính. Dạ. Và khi mà chúng ta tìm lời giải đáp cho bài toán với những cái gạch đầu dòng đó thì đương nhiên chúng ta cũng sẽ phải cung cấp đầy đủ những giấy tờ để chúng ta thể hiện những cái nội dung trên. Thứ nhất đó là ai là người chứng minh tài chính. Dạ. Thì trong bộ hồ sơ các bạn thì sẽ có một cái mẫu cam kết bảo lãnh mà trong đó có xác nhận rằng dạ, ai sẽ là người đứng ra để mà chứng minh tài chính cũng như là hỗ trợ tài chính cho các bạn trong suốt quá trình mà chúng ta làm hồ sơ, chúng ta học tập tại bên Hàn Quốc. Dạ. Và thứ hai đó là công việc của người đó là gì, thu nhập ra sao. Thì trong bộ hồ sơ của chúng ta cũng sẽ có một cái bộ hồ sơ chuẩn để mà thể hiện rằng công việc của người đó là gì, và chúng ta cũng sẽ có cái phần thông tin hiển thị thu nhập ra sao. Dạ. Và thu nhập này thì nó không chỉ câu chuyện của những con số. Dạ. Mà chúng ta còn phải thể hiện rằng là đó là nguồn thu nhập hợp pháp. Dạ. Như vừa rồi chị Nga có nói, thể hiện qua những giấy tờ như là đăng ký kinh doanh, như thuế, hoặc là xác nhận của cơ quan mà nơi mà ba mẹ làm việc. Cũng có những trường hợp là ba mẹ làm tự do thì chúng ta cũng sẽ có những hình thức phù hợp của các cơ quan mà hiện nay thì có khả năng để mà xác nhận về phần công việc và thu nhập của cha mẹ các em tại địa phương. Dạ. Tiếp theo nữa đó là chúng ta cũng phải thể hiện rằng là đây là một nguồn thu nhập ổn định và bền vững, chứ không phải là câu chuyện rằng là năm nay ba mẹ của các bạn ví dụ như là sinh năm 2002 có kế hoạch là cho con đi kỳ tháng 12 chẳng hạn. Dạ. Thì đầu năm nay là ba mẹ ngay lập tức là mở một cái trang trại. Dạ. Hoặc là ba mẹ thì mở một cái công ty chẳng hạn để mà chứng minh cho các bạn. Thì thực ra là trên cơ sở về mặt thông tin đầu tiên, yếu tố đầu tiên đó là công việc là gì thì có. Dạ. Thế nhưng mà cái điều gọi là chứng minh quá trình ổn định và lâu dài lũy, thì lại không thể hiện được. Cho nên rằng là cái việc này thì phải chuẩn bị một bộ hồ sơ, nghe thì rất là đơn giản nhưng mà trên thực tế thì chúng ta phải chuẩn bị rất là kỹ. Dạ. Để mà chúng ta đáp ứng được tất cả các yêu cầu của đại sứ quán. Mỗi một năm thì các trường đại học cũng như là đại sứ quán thì nhận được nhiều nghìn bộ hồ sơ. Ừ. Và chính vì vậy mà họ rất là có kinh nghiệm trong vấn đề là nhìn cũng như là chọn lọc và đánh giá một bộ hồ sơ. Chính vì vậy mà khi mà chúng ta làm chứng minh tài chính thì cái điều quan trọng đó là gì? Là làm sao mà để chúng ta nêu bật được ưu điểm của gia đình nhà mình. Dạ. Tại vì câu chuyện nó không chỉ là cung cấp thông tin đâu em. Dạ. Mà nó còn phải nói rằng là cái bộ hồ sơ đấy có lợi thế gì không. Ừ. Bởi vì đương nhiên ví dụ như là các trường hoặc đại sứ quán, đặc biệt là các trường á, thì họ cũng chỉ có một chỉ tiêu tuyển sinh nhất định. Đúng rồi. Thế thì hồ sơ làm sao để học sinh thấy rằng là các em có ưu điểm trong một cái mặt bằng chung. Đúng rồi. Vậy thì cái việc mà tài chính là một yếu tố rất là quan trọng trong ba cái điều kiện như chị nói ban đầu đó. Và đấy là cái việc của người phải xây dựng hồ sơ để làm sao hỗ trợ các bạn là từ những yếu tố nền tảng của gia đình nhà mình, chúng ta thấy rằng là cái gì được coi là điểm sáng nhất, là ưu điểm mà chúng ta cần phải nhấn mạnh trong bộ hồ sơ tài chính, để từ đó khi mà chúng ta xây dựng nên một cái bộ hồ sơ thì nó không chỉ hoàn thiện về mặt hình thức, đầy đủ các cái giấy tờ và theo yêu cầu của nhà trường cũng như là của đại sứ quán, mà quan trọng hơn nó sẽ nêu bật được và thấy rằng bạn có những ưu điểm và khác biệt với mặt bằng chung của những bạn sinh viên khác. Thì đấy là một trong những cái điều mà chị cũng lưu ý với các bạn. Còn đâu là trong ngoài cái những cái giấy tờ mà chị vừa nêu thì cuối cùng đương nhiên rồi là chúng ta cũng sẽ có một quyển sổ tiết kiệm để chứng minh tài chính theo yêu cầu của nhà trường và đại sứ quán. Trước đây thì đại sứ quán và nhà trường là một đúng không em? Nhưng bây giờ thì bắt đầu là có
các trường để đảm bảo được cái vị thế của mình cũng như để đảm bảo được sự an toàn của mình trong vấn đề tuyển lọc sinh viên. Đúng vậy. Thì đôi khi là ngoài các quy định của đại sứ quán, họ còn có cả những quy định cho riêng mình nữa. Đúng rồi. Và mỗi một hệ thống, tức là hiện nay thì các trường thì các bạn biết là như chị Nga ngay từ đầu chị Nga cũng có phân tích đấy, là hiện nay là các bạn có thể có đi lựa chọn cái hình thức đó là visa trường cốt top 1%, tức là những trường visa thẳng nằm trong danh sách top 1% của đại sứ quán. Thứ hai đó là những trường top 2 và thứ ba đó là những trường visa cốt top 3. Yeah. Thì với mỗi một những trường như thế này thì lại có một cái yêu cầu chứng minh tài chính từ đại sứ quán khác nhau. Yeah. Thì một lát nữa thì lúc nãy thực ra là chị thấy Nga thì cũng đã liệt kê cho các bạn về các yêu cầu rồi. Yeah. Đó thì một lát nữa thì khi mà các bạn cũng có nhiều câu hỏi hơn mà liên quan đến phần này thì chị cũng sẽ nhắc lại một lần nữa để cho các bạn dễ nhớ và dễ hình dung hơn. Nhưng về cơ bản là chúng ta phải chứng minh rằng là mình có một cuốn sổ tiết kiệm. Đúng. Và tùy hình thức thì mình sẽ trường nào đảm bảo nó. Được. Đúng rồi. Chúng ta sẽ đảm bảo được các yêu cầu đó. Yeah. Tiếp theo đó là trong bộ hồ sơ đó thì các em phải thể hiện được là mình có một quyển sổ tiết kiệm và có một giấy xác nhận số dư. Đúng. Ở thời điểm hiện tại của ngân hàng để xác nhận rằng là quyển sổ của mình đang tồn tại. Yeah. Đã hình thành và đang tồn tại. Thì đó chính là những hạng mục hồ sơ cơ bản liên quan đến việc đó là chúng ta khi mà chứng minh tài chính thì cần phải chuẩn bị và cung cấp những gì. Đúng. Hy vọng rằng là về cái phần trình bày tóm tắt của chị vừa rồi thì sẽ giúp cho các bạn có được một cái hình dung là danh sách những cái giấy tờ mà chúng ta cần chuẩn bị để chúng ta bổ sung vào cái bộ hồ sơ chứng minh tài chính xin visa du học của mình nhé. Dạ. Bạn Quang Hồ có hỏi là chứng minh tài chính có kèm theo giấy tờ chứng minh nghề nghiệp của bố mẹ không? Thì chị Hoa vừa trả lời đúng câu hỏi của Quang Hồ rồi. Tức là tất nhiên rồi Quang, phần xác nhận công việc và thu nhập của bố mẹ em chính là một trong hai bộ phận quan trọng nhất của hồ sơ chứng minh tài chính. Tức là bên cạnh cuốn sổ tiết kiệm thể hiện tích lũy thì xác nhận công việc và thu nhập của bố mẹ em chính là sự hiển thị rằng bố mẹ em không chỉ có đủ tiền mà có tiền lâu bền để cho em đi học tại Hàn Quốc. Thực ra các bạn thấy rằng là đôi khi trong quá trình cung cấp giấy tờ tài chính phụ huynh hay ngại. Ví dụ như là nhà có 6 mảnh đất giấu thì chỉ đưa 2 mảnh thôi. Hoặc là có 5 sổ tiết kiệm chỉ đưa một sổ thôi. Thực ra là như thế này, Mét luôn khuyến khích rằng có bao nhiêu thì mình cứ show hết ra. Bởi vì thực ra tài sản đó được bảo mật. Đại sứ quán ngay cả ví dụ tổng lãnh sự thì không có giữ sổ tiết kiệm gốc đâu chị, chỉ xem thì trả. Nhưng đại sứ quán là họ giữ một tháng nhưng chưa có ai bị mất sổ tiết kiệm cả. Và thông tin tài chính của các bạn càng dồi dào thì cơ hội của các bạn có visa hoặc là đỗ vào trường càng cao. Bởi vì sao ạ? Tức là nếu mà các bạn càng cung cấp nhiều giấy tờ tài chính thì trường hiểu rằng gia đình có khả năng tài chính mạnh. Bởi vì sâu xa của chứng minh tài chính là gì? Trước đây hầu như chứng minh tài chính chưa bao giờ được đặt quan trọng như bây giờ. Vì trước đây khi thị trường còn mới mở cách đây tầm khoảng 6-7 năm, chưa có hiện tượng học sinh Việt Nam trốn. Sau đó khi các bạn sang, các bạn bắt đầu có dấu hiệu trốn thì các trường họ nhìn nhận rằng tại sao học sinh trốn ạ? Trốn bởi vì các bạn không có đủ tiền. Chính vì vậy nên lỗi không chuẩn bị tài chính sẽ thuộc về bố mẹ. Đó là lý do mà từ sau khi có hiện tượng học sinh Việt Nam bỏ trốn thì các trường cũng như là Cục xuất nhập cảnh hoặc Đại sứ quán hoặc Tổng lãnh sự sẽ xét rất kỹ về tài chính để khẳng định được rằng các bạn trong quá trình đi học là bố mẹ có đủ nguồn tiền bền vững để năm nào cũng cung cấp cho các bạn được như vậy. Và mình sẽ không tính ngay đến việc đi làm thêm khi xét tài chính. Không có đại sứ quán hay trường nào xét rằng là số tiền em đi làm thêm là em đủ chi trả. Họ mình sẽ không, xét là bố mẹ là full. Vấn đề gì đúng bảo rồi. Chứng cho cái việc là các bạn đúng sinh rồi, viên đi làm ở nước ngoài được. Là có một nguồn thu nhập dồi dào cả. Đúng. Bởi vì thực ra là luật của bên Hàn Quốc hoặc là các nước khác cũng vậy thôi. Là cho phép các bạn đi làm thêm. Nhưng mà thứ nhất đó là khả năng tiếng của bạn ra sao. Bạn có yêu thích công việc làm thêm không? Dạ. Thực ra mỗi một người có một cá tính riêng. Có dạ. những bạn thì trên thực tế các em thấy rằng trong cuộc sống không thiếu những người là tấm gương. Dạ. Tức là đôi khi là chị thấy là trên Facebook các bạn cứ hay nói là khổ quá bởi vì là ông A bà B hàng xóm còn nói rằng là con mình có một clip tháng kinh điển là bác A hàng xóm đừng nói là mỗi tháng mấy chục triệu nữa, mấy chục triệu đó. Đúng rồi. Thế thì thực ra đây là một câu chuyện điển hình em ạ. Tức dạ. là thực ra cũng có, vì mình cũng có những học sinh, dạ. chị vẫn thấy là đến giờ phút này còn học lên tận thạc sĩ. Nguyên, và Nguyên ấy, chị đã nhắc đến Nguyên trong bước đúng không ạ? Sao, sao Nga biết? Nguyên là tấm gương xuất sắc. Ví dụ như vậy, tức là bạn học rất là tốt, thì quá trình học tập của bạn là bạn tự chi trả được hết. Thậm chí là chị cũng biết được là bạn còn có những kế hoạch tương lai, bởi vì thực ra ví dụ như là trường hợp của Nguyên, Nguyên cũng có yêu một bạn gái, cũng là sinh viên của MEP. Và chị hiểu rằng là các bạn cũng đang có những cái tình nhân tương lai dài lâu và các bạn có một sự chuẩn bị rất là kỹ về mặt tài chính. Dạ. Thì đó là những người mà chị thấy là các bạn có một cái quá trình mà học tập cũng như là rèn luyện rất là tốt và nghiêm túc.
Chính vì vậy mà cho dù là bạn học ở trong một môi trường chị nghĩ là khá là khó và mô phạm như là Đại học Quốc gia Chonbuk, thì bạn vẫn có được thứ nhất là học bổng, thứ hai đi làm đầy đủ và có được mức lương ổn định, không bao giờ phải phiền đến gia đình cả. Nhưng mà thực ra đấy là một cá tính riêng. Còn trên thực tế thì mỗi người là có một cái lựa chọn, là con đường cho mình. Và thực ra phần lớn chúng ta hiểu rằng là chúng ta đi du học có nghĩa là chúng ta đi để mà chúng ta đi làm học sao? Trước đã. Đúng rồi. Chúng ta tích lũy kiến thức, đấy mới là con đường của mình. Thế nên rằng là đại sứ quán họ cũng nhìn vào con đường chính của các bạn, chứ họ không quan tâm đến việc là bạn ngoài đi làm thêm được. Bạn kiếm tiền như thế nào, vì đấy không phải là câu chuyện của vấn đề du học. Thế nên là nói về mặt giấy tờ và nói ở góc độ rằng là quy định của pháp luật thì phụ huynh phải là người chứng minh tài chính hoặc là những người được chỉ định. Thì làm chứng minh tài chính cho các bạn là phải chứng minh được là gia đình nhà mình có khả năng chi trả cho các bạn sinh viên trong suốt của quá trình đó. Mà như chị Nga đang nói về câu chuyện quay trở lại đó là hồ sơ được bảo mật, cho nên là chúng ta cũng không lo lắng về việc đó là chúng ta tiết lộ những thông tin đâu, và ảnh gây ảnh hưởng đến phụ huynh. Hơn nữa, chứng minh tài chính thì không phải là dành nguyên cho thị trường du học Hàn Quốc, mà các bạn đi du học nước nào thì các bạn cũng phải chứng minh tài chính. Đúng rồi. Ví dụ như là đi du học Singapore chẳng hạn. Đôi khi mọi người vẫn hay nói với nhau rằng là không cần chứng minh tài chính. Nhưng mà trên thực tế thì họ cũng có những cách để thể hiện và giám sát nguồn tài chính của gia đình nhà sinh viên. Đó là một ví dụ ở châu Á. Còn đâu là bên cạnh Hàn Quốc thì có Nhật chẳng hạn, cũng yêu cầu chứng minh tài chính. Hoặc là xa hơn thì các bạn đi các nước châu Âu, Mỹ hoặc là Úc. Thì các bạn cái quá trình chứng minh tài chính còn khắc nghiệt hơn rất là nhiều. Các quy định còn chặt chẽ hơn rất là nhiều, vì liên quan đến vấn đề nhập cư. Thế nên rằng là một bộ chứng minh tài chính thì Úc bằng này bằng này, dày bằng đấy luôn. Thế nên rằng là cái việc chứng minh tài chính không phải là câu chuyện xa lạ đối với các bạn sinh viên đi du học, mà là câu chuyện bắt buộc với bất kỳ một bạn nào có nguyện vọng đi du học tự túc ở nước ngoài. Thế nên rằng là khi mà chúng ta làm một bộ hồ sơ chứng minh tài chính thì chúng ta đừng ngần ngại, chúng ta phối hợp với bên phía công ty du học để được khai thác xem là công việc của gia đình nhà mình như thế nào, hoàn cảnh nhà mình ra sao, hoặc là trong quá trình mà chúng ta làm những công việc đó thì các em có thấy khó khăn gì không. Thì bên công ty sẽ là người mà có trách nhiệm để làm sao vừa khai thác thông tin, vừa xây dựng tài chính cho các bạn. Nghe thì khó vậy thôi, nhưng thực ra thì các em không phải làm gì hết. Để phía công ty sẽ là đơn vị từ nguồn thông tin cung cấp của các em và gia đình, thì quay trở lại sẽ hỗ trợ các bạn để có một bộ hồ sơ hoàn thiện tài chính một cách hoàn chỉnh. Em có lướt qua câu hỏi thì thấy rằng là bên cạnh những câu hỏi về chứng minh tài chính, về giấy tờ thì khá là nhiều bạn có một quan tâm chung về cách chứng minh tài chính của các trường. Ví dụ như là một bạn thì hỏi về chứng minh tài chính của Trung An. Nhưng mà thực ra là các em năm nay chị thấy rất là thức thời đấy, bởi vì thực ra các bạn hiểu một vấn đề, đó là câu chuyện không chỉ là thủ tục cuối cùng ấy, là thủ tục mà nộp hồ sơ xin visa ở đại sứ quán, mà các bạn còn biết là có một cái vòng quan trọng hơn, là trước khi mà chúng ta nộp hồ sơ vào đại sứ quán là chúng ta phải chinh phục được cái trường mà mình yêu mến. Và thực ra thì nhất là năm nay chị thấy là có một cái sự thay đổi, mà đây là một tín hiệu đáng mừng, là trước đây ấy, thì các bạn ít quan tâm tới vấn đề là trường lắm. Nhưng đến giờ phút này thì các bạn tìm hiểu trường rất là kỹ trước khi mà có quyết định đi du học, và các bạn cũng hiểu rằng là cái trường mà mình yêu mến như ở đây mà các em có hỏi ấy, thì là thực ra là các bạn cũng đã hiểu rằng đây là một trong những ngôi trường rất là đặc biệt. Ngoài cái yêu cầu của đại sứ quán là họ có yêu cầu của bản thân mình nữa, để làm sao mà họ luôn luôn giữ được cái thứ hạng và vị trí của mình, thì không gì lý tưởng hơn đó là chị Quỳnh Nga là người mà trực tiếp tiếp xúc với rất là nhiều trường và là cầu nối cùng các bạn đến với các cái trường đại học Hàn Quốc, và phân tích rõ được là những cái trường như vậy thì có những quy định đặc thù gì ngoài những quy định chung của đại sứ quán. Chị Nga có thể giải đáp cho các bạn nhé. Một bạn thì hỏi về chứng minh tài chính của trường Trung An, một bạn thì hỏi về chứng minh tài chính của trường Đại học Quốc gia Busan, một bạn thì hỏi về chứng minh tài chính của Top Sky. Thì chị sẽ tóm lược phần trả lời chứng minh tài chính của trường như thế này. Thực ra bản chất phần chứng minh tài chính của trường không quá khác nhiều so với đại sứ quán, chỉ một số giấy tờ đơn giản. Nhưng các bạn để ý là có một số trường đặc biệt, như là những trường thuộc top 1% năm nay, tức là có 39 trường. Chị chào Nam vừa vào, Đức Nam. Với một số trường như top 1% năm nay, hoặc là các trường mà visa thẳng top 3, các bạn thực ra chỉ phải chứng minh tài chính với trường thôi. Tức là được trường nhận thì các bạn không phải nộp hồ sơ chứng minh tài chính vào tổng lãnh sự hoặc đại sứ quán nữa. Bởi vì đấy là hình thức là trường được miễn giảm, do là trường sẽ là người đứng ra xét về tài chính của các bạn. Ví dụ khi trường trả thư mời thẳng 1% hoặc trả mã cốt thẳng 1%, thì khi nộp hồ sơ vào tổng lãnh sự hoặc đại sứ quán, các bạn sẽ chỉ có nộp thư mời thẳng đó hoặc mã cốt đó với 5 giấy tờ rất là đơn giản do MEP chuẩn bị cho các bạn thôi. Nên là các bạn cứ hay hỏi về top trường nào là miễn chứng minh tài chính, thì về bản chất không có 100% các trường miễn chứng minh tài chính. Chỉ có miễn chứng minh tài chính khi các bạn nộp xin visa thôi. Còn bản chất chứng minh tài chính với vòng trường là bắt buộc.
Đó. Đặc biệt là những trường mà có visa thẳng thì họ sẽ xét kỹ hơn, bởi vì họ sẽ thay mặt vừa xét cho trường vừa xét luôn cho cả đại sứ quán và cục xuất nhập cảnh. Thế cho nên là các bạn để ý nhá, đúng là có những trường, đặc biệt là những trường visa thẳng thì được miễn chứng minh tài chính khi nộp hồ sơ và xin visa tại tổng lãnh sự hoặc đại sứ quán. Nhưng các bạn sẽ vẫn không được miễn khi nộp sang trường. Nộp sang trường thì mình vẫn chuẩn bị một bộ đầy đủ. Trung An thì như thế này, Trung An là một trường rất là rõ ràng, mạch lạc, cách chứng minh tài chính rất chuẩn các trường Âu Mỹ. Tức là các bạn cần phải cung cấp những giấy tờ và hồ sơ đầy đủ để thể hiện rõ rằng bố mẹ mình có đủ điều kiện tài chính để chi trả cho con. Một câu hỏi mà các bạn hay thắc mắc đó là về vấn đề sổ tiết kiệm của Trung An. Thì trong những kỳ gần đây, Đại học Trung An đưa ra thông báo rằng là khi mà nộp hồ sơ sang trường, các bạn có hai hình thức sổ tiết kiệm. Thứ nhất đó là có thể là sổ 10.000 đô gửi ngân hàng Việt Nam cũng được để trước 6 tháng. Thứ hai là các bạn có thể gửi một cuốn sổ tiết kiệm trị giá 10.000 đô vào ngân hàng Hàn Quốc tại Việt Nam. Đó có thể là URI, có thể là Shinhan. Như vậy nghĩa là vòng 1 khi nộp hồ sơ sang trường, trước khi phỏng vấn với trường, các bạn được lựa chọn hình thức cuốn sổ tiết kiệm. Đó có thể là sổ tiết kiệm Việt Nam cũng được, sổ tiết kiệm Hàn Quốc cũng được. Tuy nhiên sau vòng phỏng vấn sẽ có hai trường hợp xảy ra. Nếu phần phỏng vấn của các bạn xuất sắc, hồ sơ hộ tài chính cực kỳ mạnh. Ví dụ như là MEP có bạn học sinh mẹ là giám đốc ngân hàng Vietcombank của một tỉnh thì cũng không phải yêu cầu mở sổ tiết kiệm mà Hàn Quốc nữa. Tuy nhiên có một số hồ sơ sau khi trường phỏng vấn học sinh, trường thấy rằng vẫn muốn học sinh chứng thực khả năng tài chính bằng cách là bổ sung một cuốn sổ tiết kiệm trị giá 10.000 đô trong ngân hàng Hàn Quốc, thì lúc đó học sinh sẽ được yêu cầu mở sổ. Và em thì đánh giá rằng đây là một cách đi rất là khôn ngoan của trường, thể hiện đúng cái chất của một trường tốt như là Trung An. Bởi vì là cũng có một số học sinh tự do có nhắn tin hỏi em rằng là thế bây giờ trường yêu cầu mở sổ thì có cách nào để làm không? Em bảo không, Trung An đã yêu cầu thế thì em cứ mở đúng như vậy đi. Bởi vì đấy là cách trường muốn khẳng định tài chính của mình thôi. Thế có một số bạn bỏ cuộc đấy chị. Nhưng đấy gần như là bước lọc cuối cùng của trường để xem học sinh có thực sự đủ tài chính không? Học sinh có thực sự thiết tha với trường không? Đôi khi mà thấy Trung An yêu cầu chứng minh tài chính, mình lại nghĩ rằng là đấy là một trường của Mỹ. Dạ, đúng rồi. Như một bộ hồ sơ của các nước nói tiếng Anh luôn, rất là logic. Ví dụ như là sẽ yêu cầu về nếu mà đã kinh doanh phải có đăng ký kinh doanh này, thuế này, tài khoản sao kê ngân hàng này, tức là rất là chuẩn chỉnh. Nên đôi khi hồ sơ chứng minh tài chính vào Trung An không đi theo mẫu những hồ sơ chứng minh tài chính truyền thống cho Hàn Quốc, nhưng thực ra là một hướng tài chính rất mở và là tài chính thật. Tức là nếu các bạn tài chính mạnh mẽ, cứ thoải mái nộp vào Trung An, bố mẹ có công việc rồi thu nhập xác định ổn định, hoặc là ngay cả là làm nghề tự do như là học sinh của mình từ thành phố Hồ Chí Minh vừa rồi có một bạn, em thì không nói tên bạn ra để bảo tính riêng tư cho bạn, nhưng mà nhà bạn thực ra cũng là xin xác nhận địa phương thôi chị, nhưng mà mẹ bạn ấy có 6 mảnh đất, tức là thực sự là mẹ bạn ấy kinh doanh ở địa phương và rất là mát tay kinh doanh. Tuy là không có kinh doanh lớn, không có đăng ký kinh doanh, đúng rồi, bạn ấy có 6 mảnh đất và nhà thì làm rất là nhiều dịch vụ nhỏ nhỏ nhỏ, nhưng mà trường cũng thấy ok có một nguồn tiền và bạn ấy thì để thì có tiền là trước khi phỏng vấn bạn nộp luôn một cái sổ 10.000 vào, thế trường cho đỗ luôn, trường cũng chẳng yêu cầu gì nữa cả. Bạn ấy còn có cả cái tính rất là vui tươi nên các thầy cô về phỏng vấn rất là gia đình nhà bạn vì tài chính ổn định nên là dạ. đấy là một cái điểm rất là mạnh, đúng rồi, dạ. Rất là trạng thái là cực kỳ tích cực, đúng là rồi, họ rất là chuẩn bị được cái điều gì tốt nhất là họ đã chuẩn bị sẵn rồi, đúng rồi. Thế là hơn nữa em biết không, là chị thấy là ở Trung An ấy họ không chỉ nhìn nhận vào giấy tờ, dạ, mà điều quan trọng là cả trong buổi phỏng vấn nữa. Đúng rồi, họ nhìn là đôi khi rất có nhiều trường thì họ sẽ nhìn vào cái bộ hồ sơ được chuẩn bị, nhưng mà Trung An thì mỗi khi mà chúng ta mong muốn mà phỏng vấn vào đại học Trung An á, dạ, thì các bạn phải chuẩn bị cho một buổi phỏng vấn một cá nhân trung bình là 30 phút, đúng không? 30 phút, thậm chí còn nhiều hơn. Và trong cái buổi đó thì các thầy cô của Trung An thì nổi tiếng là những người có một cái tư tưởng thực sự là trẻ trung, tiến bộ, dạ, và văn minh. Và họ cũng, chị thấy rằng là một trong những điều đặc biệt ấy là, dạ, họ đều là những người mà đã đi du học. Khi, dạ, mà mình hỏi thì trước đây các thầy cô đều là những người mà có quá trình đi du học Mỹ rất là nhiều. Dạ. Thật việc là cái việc mà họ nhìn nhận một bộ hồ sơ và yêu cầu chứng minh tài chính nó vừa khoáng đạt nhưng đồng thời nó cũng rất là chặt chẽ. Dạ. Thế nên việc là nếu như bạn có một nguồn tài chính thực sự, gia đình nhà mình có thể là không quan trọng cái việc đó là có đăng ký kinh doanh đâu anh, dạ, không hẳn là như vậy, nhưng mà có một nguồn tài chính thực sự ổn định, nếu như vậy thì các bạn là cho dù là hình thức ba mẹ làm công việc gì đi nữa, thì trên nền tảng là chúng ta có một nền tài chính ổn định và là thật thì hoàn toàn có thể qua được cái vòng phỏng vấn của Đại học Trung An mà không, dạ, có gì khó khăn cả. Dạ. Bạn Trịnh Dũng, chị đọc tên Facebook nhá, tên thật của chị là có thể là Trịnh. Thì Trịnh có hỏi là trường đại học quốc gia Busan thì chứng minh tài chính như thế nào? Busan là một những trường càng ngày càng lấy ít học sinh Việt Nam. Mỗi kỳ thì lấy khá là ít và đều là những bạn học sinh rất là giỏi. Thì MEP đều có học sinh học ở Busan.
từ khi các bạn học tiếng và các bạn sắp học xong chuyên ngành rồi, Quỳnh ý, Xuân Quỳnh học sinh của mình, bố là đại tá ấy chị, sắp học xong MBA đấy rồi, thì quá trình chứng minh tài chính của trường đại học quốc gia Busan, chị xin tóm tắt như sau: trường không yêu cầu tài chính phải quá mạnh nhưng phải cực kỳ chắc chắn và rõ ràng. Tức là trường sẽ yêu cầu rất là, như là bạn Phương Anh học sinh của mình kỳ trước ấy chị, là nhà bạn làm xưởng gỗ rất là lớn, thì cũng đều có ảnh chụp xưởng gỗ này. Mặc dù nhà bạn không đăng ký kinh doanh, bố bạn có hai xưởng gỗ lớn ở Lâm Đồng đó, thì phải có chụp ảnh đầy đủ này, và quá trình phỏng vấn phụ huynh cũng diễn ra rất là chắc chắn. Thế nên là Busan ấy giống như là họ lấy tinh chất đấy chị, hơn bằng sữa ấy. Họ chỉ lấy những học sinh, họ không cần nhiều đâu, trường họ lớn nhất, đúng rồi, trường lớn nhất, bởi vì vào Busan là một đảm bảo rất là chắc chắn cho tương lai rồi. Nên là các bạn nếu mà vào Busan thì tài chính của em không cần phải quá xuất sắc nhưng phải chắc chắn, tức là phải chứng minh được, và đừng, tức là đừng có hai ba dòng đơn giản là tôi làm thế này rồi mỗi tháng thu nhập x y đồng xong là ký xác nhận là xong, như thế thì không qua được đâu. Mà thứ nhất là Busan lại hay hơn các trường khác là họ sẽ chú trọng học sinh vào đầu tiên, điểm GPA là điểm rất rất quan trọng. Nếu cứ 8 phẩy trở lên là họ rất là ưu tiên, tầm khoảng 7 phẩy thì tài chính sẽ xét rất là kỹ và chắc chắn. Thì em thấy cách xét hồ sơ của Busan cũng truyền thống nhưng cũng khá là có những nét hiện đại. Tức là nhìn các thầy cô ở đấy thì nhìn hồ sơ rất là chắc chắn. Đầu tiên là học sinh có học giỏi không, đấy là điểm đầu tiên Busan quan tâm. Và thứ hai là bố mẹ tài chính có chắc chắn không? Đúng. Tức là họ không cần những học sinh là không cần rich kid, không đúng cần rồi. super wealthy. Đúng. Nhưng mà phải thể hiện rõ là em phải học rất giỏi, tư duy sắc sảo, và thứ ba là bố mẹ cũng phải có tiền cho con đi học, để tránh trường hợp là học sinh bỏ trốn giữa trường cho hết tiền. Vì nếu mà chị có quan tâm đến đại quốc gia Busan thì năm nay cũng có nhiều bạn ở MEP yêu thích trường này, và mẹ cũng đang chuẩn bị hồ sơ cho các bạn rồi, thì em cứ vào nhé. Qua cái phần mà chị Nga vừa phân tích giữa hai trường tiêu biểu là trường đại học Trung An và trường đại học quốc gia Busan ấy, thì các em thấy rằng là đúng là chẳng có một cái khuôn mẫu nào cả. Không có một khuôn mẫu nào cả. Không có một khuôn mẫu nào cả. Và mỗi một trường thì họ có cách nhìn và cách tiếp cận khác nhau, cả về mặt quy định cũng như là cả về mặt giấy tờ nữa. Thế nên rằng là khi mà chúng ta chứng minh tài chính với trường ấy, ngoài những cái việc đó là chúng ta cung cấp những cái giấy tờ theo quy định, theo cái danh mục mà chúng ta nói với nhau ngay từ đầu chương trình ấy, thì điều quan trọng hơn ấy là chúng ta phải cập nhật thường xuyên được cái nguyện vọng, cái mong muốn của trường khi lựa chọn học sinh là gì, họ sẽ đặt cái tiêu chí nào lên hàng đầu. Và khi mà đặt cái tiêu chí đó thì cách mà chúng ta triển khai như thế nào để mà trường hiểu rõ nhất được về học sinh đó. Vì đôi khi ấy, phụ huynh và học sinh có một điều ngạc nhiên đó là nhà mình chính là nhân vật chính trong câu chuyện tài chính của gia đình nhà mình. Đúng rồi. Nhưng đôi khi cái cách họ tiếp cận hoặc cách mà họ truyền đạt thông tin lại khiến cho người đối diện, tức là nhà trường hoặc là đại sứ quán, không hiểu hết được về tiềm năng tài chính của mình. Thế nên là cái việc mà khai thác thông tin từ những cái nền tảng mình có để mà có một cái hướng chúng ta cung cấp cho họ theo một cái khía cạnh mà cái mà nhà trường nhìn thấy, cái mà họ muốn thấy, thì đấy là một cái điều quan trọng. Dạ. Thì chúng ta phải lưu ý chuyện đó. Và đôi khi các em hiểu rằng là bản chất câu chuyện ấy là gia đình, ba mẹ là người chi trả, đấy là điều quan trọng nhất, có đủ khả năng chi trả trên thực tế. Đúng. Còn cái việc mà chúng ta khai thác thì phải dựa trên cơ sở là kinh nghiệm khi làm việc với trường đó. Dạ. Để biết được là trường mong muốn điều gì nhất trong một bộ hồ sơ, từ học tập, từ chứng minh tài chính, từ các cái yếu tố mà chúng ta cung cấp, để từ đó thì chúng ta có một cái cách để cung cấp được đúng mong muốn của trường. Như các em thấy là có những trường thì họ cần hình ảnh, tức là ngoài những thông tin cơ bản, họ cần hình ảnh, họ cần clip rồi thể hiện, thậm chí là có những trường còn yêu cầu là livestream trực tiếp gia đình nhà mình. À, đúng rồi, thăm nhà, phỏng vấn trực tiếp tại đúng nhà rồi. Luôn. Nhưng có những trường thì lại không cần, bởi vì là họ có cách để mà khai thác thông tin của em từ chính một cái buổi phỏng vấn trực tiếp thôi. Cho nên rằng là chúng ta cũng đừng lo lắng quá, mà trước hết là chúng ta sẽ phải làm việc với công ty du học để biết được là đặc điểm của trường đó là gì, họ mong muốn điều gì nhất, và thông thường thì họ tiếp cận sinh viên và phụ huynh ở góc độ tài chính là dưới hình thức như thế nào, để từ đó chúng ta cung cấp cho họ đúng cái mà họ cần. Đúng. Thì chị nghĩ rằng đấy mới là một yếu tố rất là quan trọng. Dạ. Mình hay có một kinh nghiệm, cái này nói đúng hơn là phải kinh nghiệm, bởi vì đôi khi những yêu cầu chứng minh tài chính của trường trên website rất là chung chung mà không bao giờ trường nói kỹ cả. Đây thực sự để hiểu trường này yêu cầu tài chính như thế nào, nó sẽ là một sự tích lũy qua nhiều năm làm việc với trường và gửi học sinh, thì mình cứ gửi quen và mình sẽ biết là ok, những bộ trước trường yêu cầu như thế nào, những học sinh trước của mình đã trải qua phần chứng minh tài chính và yêu cầu chứng minh tài chính ra sao, thì những học sinh sau mình có thể support học sinh tốt nhất về một bộ hồ sơ chứng minh tài chính hoàn hảo. Ví dụ như là các bạn cũng có thể hỏi thêm là các trường top sky ấy, thì chứng minh tài chính như thế nào. Bản chất là những trường top sky là ba trường Yonsei, SNU, Korea, thì nếu mà phân tích chung cả ba trường thì có khi hết cả ngày mất, bởi vì họ sẽ có những yêu cầu riêng. Nhưng nói chung phần chứng minh tài chính của những trường top sky không khác quá nhiều những trường đại học khác. Quan trọng là họ sẽ chú trọng đến học sinh, đấy là điểm đầu tiên.
Và hơn nữa em cũng phải để ý rằng Top Sky là ba trường hàng đầu và đều ở Seoul cả. Tức là campus chính của họ đều ở Seoul. Chính vì vậy nên bạn cũng xác định mình phải có một một cái khoản tài chính khá là vững vàng. Chị nhớ mạnh rồi. Mẽ. Dạ. Cái điều này á thì phải nói là dạ. cách làm của trường á đôi khi họ không cần vận đến chứng minh tài chính quá nhiều thủ tục cầu kỳ, mà họ phân loại và lọc học sinh dựa trên chính đúng học rồi. Phí và yêu cầu đầu vào của đúng mình rồi. Thì đấy là một cái cách mà họ tiếp cận sinh viên khác với trường khác. Dạ. Họ có tiếp nhận riêng và họ rất là quan trọng đến yếu tố cá nhân của các bạn, bao gồm học vấn, độ tuổi, điểm số, và thứ hai đó là học phí của trường thì cũng top sky luôn. Dạ đúng rồi, là học phí rất là cao, học phí rất là cao, em phải chuẩn bị. Đấy là một cách mà họ cũng yêu cầu từ chính cái việc mà các bạn đồng ý đi trường là các bạn cũng đã phải chứng minh với họ là tài dạ. chính của bạn phải mạnh mẽ rồi. Dạ. Thì đấy là một cách làm riêng của các trường này. Đúng rồi, đấy là điểm mà các bạn phải lưu ý. Hoặc là các trường top sky đôi khi họ sẽ có những yêu cầu bổ sung mà khiến học sinh giật mình nếu tài chính không chuẩn. Ví dụ như là Korea thì năm vừa rồi mình có khá nhiều bạn học ở đây. Trường Korea khi xét hồ sơ thì không yêu cầu gì cả, sổ tiết kiệm bình thường. Nhưng đến khi phỏng vấn học sinh rồi, trường đưa ra một thông tin là yêu cầu phải cung cấp lịch sử tại sao cái tài khoản của các sổ tiết kiệm. Cái này rất khó. Cái này rất khó, nếu không đấy không phải là sổ thật. Đúng. Đó. Thế thì học sinh mình cung cấp được hết, các bạn đều đổ hết. Nhưng mà đấy là những cái yêu cầu đột ngột mà có thể trường đưa ra giữa chừng để kiểm chứng rằng học sinh này có chắc chắn không, giấy tờ tài chính của bạn có chuẩn không. Thực ra top đấy toàn này, là các bạn rất là giỏi. Cái này là chị thấy giống trong phim Tôn Ngũ Không. Tức là đến bước mà dạ. chúng ta thỉnh kinh bất quốc cuối cùng rồi. Vẫn dạ. còn một thử thách cuối cùng nữa. Dạ. Là gây ra một cái sự khó. Vì thực ra cái sao kê tài khoản là cái mà có nhiều bạn thì nói rằng có cách nào để làm không ấy. Thực dạ. tế đây là một cái mà không thể nào làm được. Bởi vì những giấy tờ nó thể hiện lịch sử ngân hàng ấy là những giấy tờ có giá trị đặc biệt và không có ai có quyền thay thế và sửa chữa. Đúng hoặc rồi. Là có những biện pháp để can thiệp vào. Cho nên là đây là một cái yêu cầu đột xuất và thực sự gây khó cho các bạn trong cái con đường mà chúng ta chinh phục trường. Thì chúng ta cũng phải lưu ý rằng là cho dù là trường thì phân loại học sinh rồi lựa chọn có thể ban đầu ấy, họ quan trọng số 1 là cái vấn đề học vấn của sinh viên, và vấn đề thứ hai đó là người ta sẽ tuyển lọc học sinh trên cơ sở là chính là cái sự phân hóa về học phí của trường. Nhưng trong quá trình đó, vì bất kể một lý do nào thì các em cũng thấy đấy là trường có một cái vị thế và vai trò rất là riêng, là họ có quyền bổ sung các yêu cầu đó. Đúng rồi. Để làm sao mà lựa chọn học sinh và tuyển lọc đúng theo cái tiêu chí của trường, để phòng có những cái trường hợp là rủi ro có thể xảy ra cho cái quá trình mà trường tiếp nhận sinh viên. Bởi vậy mà khi mà chúng ta đi những trường này thì chúng ta cũng phải hiểu rằng là cái việc mà chúng ta, gia đình nhà mình có một nguồn tài chính vững mạnh, và đặc biệt đó là cái công việc của người bảo lãnh tài chính phải thể hiện được là người đó có thu nhập và ổn định, thì rất là quan trọng. Bởi vì là có thể ngay từ đầu khi mà chúng ta nộp hồ sơ thì trường chưa yêu cầu, nhưng mà trong quá trình sau này thì có thể bổ sung. Là trường sẽ yêu cầu bổ sung. Thì đúng đây vậy. Là một cái bước mà chớp nhoáng dạ. nhanh, nhưng mà đồng thời ấy, thì nó lại sẽ là gây cho mọi người thực sự là bất ngờ nếu mà trong trường hợp không mà chúng ta không có sự chuẩn bị kỹ. Dạ. Bạn Trà, bạn Mi Hà, em chào hai chị chào Mi Hà. Hà Mi có câu hỏi gì không em? Em để lại câu hỏi để chị trả lời nhá. Và các bạn nào có câu hỏi hay thì sẽ có phần quà đấy. Có một bạn là Trà thì hỏi về trường Miang Chi yêu cầu chứng minh tài chính như thế nào. Miang Chi thì Trà, theo chị nhớ trong các phần trao đổi trước thì em có nói là em sẽ nộp hồ sơ tại Hà Nội. Thì nếu mà Miang Chi, học sinh ở khu vực phía Bắc năm nay thì có một đặc điểm là Miang Chi năm nay là ra mã cốt Trà. Nhưng có một điểm đó là Miang Chi thì yêu cầu học sinh phải đóng băng 10.000 đô trong vòng 1 năm. Đây là một yêu cầu rất là đặc biệt để trường ra mã cốt. Tức là tuy là trường thuộc top 1%, bản chất không phải đóng băng sổ 10.000 này trong 1 năm. Nhưng để đảm bảo học sinh chắc chắn là có tài chính và trường thì xin được mã cốt cho học sinh, thì học sinh cần phải đóng băng tự nguyện 10.000 đô trong vòng 1 năm. Thì em lưu ý điểm này. Nhưng mà nếu mà em sẵn sàng đóng băng 10.000 đô thì Miang Chi là một trường tốt. Chị không thấy có điểm gì lo lắng cả. Học phí của trường cũng rất là vừa tầm. Trường thì ở trên một con dốc cao và rất rất nhiều học sinh Việt Nam học tại Miang Chi. Điều bên mặt là chị cũng dạ. có những bức hình rất đẹp trong ở đây. Vậy thì chị Hoa gửi sớm cho bạn Trà để Trà tham khảo về trường. Trong chương trình này thì chị thấy cũng có những học sinh thân yêu của MEP đang xem chương trình, cho chị gửi lời chào tới bạn Đặng Nguyễn Hoài Thương, là sinh viên của MEP hiện nay đang học ở trường Đại học Trung An. Ôi, Việt Anh đẹp trai chị của cũng mình thấy, ở Trung Nam này. Đúng rồi, chị cũng dạ. thấy bạn Việt Anh ở trường Đại học Quốc gia Trung Nam nữa. Chị chúc Việt Anh học giỏi và em sẽ có một cái mùa thu, trải nghiệm một cái mùa thu rất là đẹp của Hàn Quốc trong thời gian tới nhé. Bởi vì là chị đi thăm nhiều trường rồi, nhưng mà trường của em là một trong những ngôi trường mà mùa thu đến chị thấy rằng là thơ mộng nhất đấy. Thì hy vọng rằng là em sẽ có những cái trải nghiệm tuyệt vời trong thời gian tới. Bạn Quang Hồ thì có hỏi là chứng minh tài chính trường Inha gồm những giấy tờ gì. Inha là một trường rất là hay,
Thực ra Mét thấy rằng Inha là một trong những trường rất là cá tính và khác biệt ở ở ở quanh Seoul. Đúng vậy, thì trường thế, cá tính rất là cá tính và đội xét hồ sơ thì các thầy ở đây cực kỳ là hiện đại trông rất là mỹ, và các thầy thì có cái phần xét hồ sơ thực sự là rất là kỹ lưỡng. Inha thì là trường thuộc top chứng nhận, tức là các em thì sẽ phỏng vấn đại sứ quán. Nhưng các bạn phải nhớ nguồn gốc sâu xa của Inha chính là con đẻ của tập đoàn Korean Air, tức là một trong những tập đoàn rất là lớn ở Hàn Quốc. Và trường thì mạnh về những ngành như là công nghệ này, hàng không này, kinh tế thì trường cũng rất là mạnh. Trường thì thực sự giàu lóa cả mắt ra, vì nếu mà em đi vào học xá của Inha thì nhìn công trình rồi nhà cửa ngay cả vườn của Inha quy thôi thì rất là đẹp, quy hoạch rất là đẹp, nó là một tác phẩm chứ không thể đơn giản là một ngôi trường. Bước vào trường nhìn biết ngay là trường rất là giàu. Thế thì chị thấy như sau, nếu mà em muốn vào Inha thì tài chính của em cũng nên vững vàng, bởi vì Inha xét hồ sơ và xét tài chính rất là kỹ lưỡng, và điểm thì phải nên từ 7 trở lên thì trường mới chấp nhận. Bên cạnh đó trường cũng hỏi kỹ về tài chính của gia đình, chẳng hạn như là nguồn thu ra sao, rồi thì là thu nhập của bố mẹ như thế nào. Nên một bộ hồ sơ nộp vào Inha cũng nên là một bộ hồ sơ kỹ lưỡng, giống như những hồ sơ trước đây mà mẹ chuẩn bị cho học sinh của mình. Inha thì không nhận nhiều học sinh, đấy là điểm mà em lưu ý. Trường rất kỹ lưỡng với học sinh, đặc biệt là một số bạn học sinh đến từ Việt Nam, thì hồ sơ cũng cần chăm chút và cần phải có một sự đầu tư xây dựng để gọi đúng ra được bản chất là gia đình mình có đủ tài chính cho con đi học. Vì Inha thì ở Incheon nhưng mà học phí cũng tầm khoảng 5,6 triệu, chắc là cũng không hề rẻ. Và trường thì chắc chắn là cũng branding mình không phải là một trường top dưới. Thế nên là được học ở trường thật sự là một may mắn, tức là gần Seoul nhưng không quá gần. Mọi thứ đều ổn, trường rất đẹp, rất giàu, mạnh về các ngành liên quan đến công nghệ, kỹ thuật, truyền thông, kinh tế. Và nếu mà em thực sự thích vào Inha thì mình cũng nên có một bộ hồ sơ tài chính tốt. Thì Quang liên hệ thêm với Mep để Mep hướng dẫn em nhé. Khi mà chị đến trường Inha đấy, cho dù là mình đã đi qua rất nhiều ngôi trường đẹp, dạ, nhưng mình cũng không hết là cái vẻ choáng ngợp. Bởi vì là trường quy hoạch rất là đẹp, trên một cái khuôn viên rộng, và ở đó thì giống như chị Nga nói, bởi vì đặc thù của trường là trực thuộc một cái tập đoàn rất là lớn, cho nên là ngay cả sân trường ấy, là có hẳn một mô hình cái máy bay, tức là cũng là biểu tượng của trường luôn. Và vô tình các em biết không, ngày hôm nay ấy, các bạn hỏi toàn về những trường mà được coi là hàng đầu ở Hàn Quốc, dẫn đến việc là cái yêu cầu chứng minh tài chính khá là khắt khe so với hệ thống các trường khác. Bởi vậy mà chị thấy ở đây có bạn Nguyễn Hữu Tâm, sau khi mà bạn xem livestream cùng chúng ta, bạn còn nói rằng là lúc mà nghe hai chị nói thì em lại lo lắng đây. Nhưng thực tế Hữu Tâm và các bạn cũng phải lưu ý điều này, là chúng ta cũng đang ngồi với nhau để phân tích kỹ vào một chi tiết. Thực ra để mà nói với nhau dễ thì đơn giản lắm, chẳng hạn như là yêu cầu chứng minh tài chính á, chị chỉ gạch đầu dòng cho các bạn như là cái lúc mà chúng ta nói chuyện với nhau ban đầu ấy, là yêu cầu chỉ cần có một cái cam kết bảo lãnh, một cái giấy xác nhận công việc và thu nhập, một cái tờ để mà chứng minh là mình có sổ tiết kiệm và sao kê ngân hàng, vậy là xong rồi. Nếu mà chúng ta nói với nhau góc độ dễ thì nó cực kỳ dễ, bởi vì nó chỉ có ba tờ giấy đâu thôi. Nếu mà nó cơ bản là ba tờ giấy. Đúng rồi. Thế nhưng mà bởi vì chúng ta đang thành thật với nhau rằng là trên thực tế mỗi một trường, ngoài câu chuyện của đại sứ quán thì mỗi một trường có những cái yêu cầu khác nhau. Nếu mà trong trường hợp là chúng ta ở một mức học lực vừa phải và cũng không có yêu cầu quá nhiều thì chúng ta mong muốn là lựa chọn một trường nào đấy chi phí hợp lý, và cái việc mà chứng minh tài chính đơn giản, các bạn cũng không phải là những người mà có kế hoạch là chúng ta đi mang tính là học thuật hoặc là nghiên cứu quá là chuyên sâu. Thì thực ra có rất là nhiều trường, thậm chí là chúng ta có thể kê với nhau cả trăm trường, để có thể rằng là yêu cầu đầu vào các bạn cực kỳ đơn giản và không phải khó khăn gì cả. Nhưng ngày hôm nay thì khi mà đến với chương trình này, các bạn thì toàn là chọn top sky, rồi là top 10 trường tốt nhất ở Seoul, rồi là ở đại học quốc gia, trường đại học quốc gia đó. Thì đấy là những trường thì được coi là hàng đầu rồi. Và có một điều bất ngờ đó là hôm nay thì các bạn liệt kê ở đây không có trường nào là nằm ở trong cái mức gọi là tầm trung cả. Thế nên rằng là cái yêu cầu đầu vào của trường và cái việc mà tuyển chọn của trường được coi là khắt khe. Thì các em biết là đối với những ngôi trường như thế này thì hàng năm ở đầu Việt Nam, số lượng sinh viên của các bạn thì mong muốn rằng là để trở thành tân sinh viên của trường trong kỳ học tới thì rất là nhiều. Và mỗi một năm thì trường chỉ lấy một số lượng sinh viên nhất định mà thôi. Cho nên rằng là không phải rằng là ai nộp hồ sơ trường cũng nhận. Dẫn việc đó là trong một bộ hồ sơ thì trường cũng sẽ yêu cầu làm sao để có những cái tiêu chí hàng đầu để lọc học sinh. Như chúng ta nói với nhau ấy, đó là về điểm số, về học lực của các bạn, về điều kiện tài chính của gia đình, về nhân thân của các em nữa. Cho nên rằng là tất cả những cái yếu tố đó thì khi mà họ
tuyển dụng các bạn thì người ta cũng sẽ có một cái sự kiểm tra cũng như là một sự thanh lọc rất là kỹ để tìm ra những học sinh xuất sắc nhất để trở thành sinh viên của trường. Có như vậy bao nhiêu năm nay thì trường vẫn giữ vững được vai trò và thứ hạng của mình trong hệ thống giáo dục Hàn Quốc. Thì đó là cái mà chúng ta cũng phải nhấn mạnh với nhau nhé, chứ đừng có thấy rằng là các chị ngồi ở đây mà nói đến 2 tiếng đồng hồ về chứng minh tài chính, mình nghe nói với nhau là chỉ có 3 tờ giấy thôi mà làm sao mà nói đến 2 tiếng đồng hồ và cái gì cũng yêu cầu khắt khe như vậy thì mình cảm thấy là hoang mang và hoảng sợ. Không phải đâu các em ạ, mọi người đang cho em thấy là cách mà mình tiếp cận về cái yêu cầu chứng minh tài chính của một trường là như thế nào. Chúng ta đang phân tích với nhau về đặc điểm của từng trường một để làm sao mà khi chúng ta hiểu về trường đó rồi thì chúng ta sẽ cung cấp giấy tờ để đáp ứng được yêu cầu của họ. Và chúng ta luôn nhấn mạnh với nhau rằng là bản chất của công ty du học là gì trong cái vai trò đó là không những là phân tích cho các bạn và cho các bạn hiểu rõ về môi trường các bạn đến mà còn hỗ trợ các bạn trong vấn đề hoàn thiện thủ tục nữa. Đúng vậy. Chúng ta nói với nhau như vậy để các em hiểu, em hiểu về môi trường của mình, còn đâu là quá trình mà chứng minh hoặc hoàn thiện hồ sơ. Thì từ cái thông tin mà MEP khai thác được từ nền tảng của các bạn, đơn giản chúng ta nói là có bột đấy thì chúng ta phải gột hồ và chúng ta phải làm sao để mà chứng minh đáp ứng được yêu cầu của nhà trường. Thì đấy chính là việc của công ty du học, chứ không phải việc của các bạn đâu. Các bạn chỉ là người cung cấp thông tin và cung cấp chất liệu cho MEP thôi. Nên hữu tâm và các bạn khác thì khi nghe một cái phần phân tích chuyên sâu như thế này, đặc biệt lại là nói về từng trường nữa thì đừng có e ngại. Đây là giúp cho chúng ta hiểu thôi. Còn MEP sẽ là đơn vị hoàn thiện cho các bạn. Tâm cứ học giỏi đi em ơi. Hồi sau em chị có trình bày rồi, chuẩn bị xong nộp nhá. Bạn Phương Thảo nói là chứng minh tài chính của trường Sakyong thì cần những giấy tờ gì? Hôm trước thì chị không rõ Phương Thảo có xem phần livestream giữa MEP và Đại học Sakyong trực tuyến không. Dự định là tháng 9 này sẽ tổ chức thêm một buổi nữa. Thì về phần chứng minh tài chính của Sakyong, một trong những điểm quan trọng là em lưu ý Sakyong là thuộc top trường chứng nhận phải phỏng vấn Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội nếu em năm muốn ở Hà Nội. Năm nay đúng là trường chứng nhận, năm ngoái là thế cho nên là nếu mà nộp vào Sakyong thì mình cần phải chuẩn bị tài chính cũng như là hồ sơ đầy đủ của một trường phỏng vấn để nộp vào Đại sứ quán. Còn từ góc độ trường thì thực ra Sakyong cũng không yêu cầu chứng minh tài chính quá khắt khe nếu có sự bảo lãnh của MEP. Nếu một tin rất là vui, một học sinh của mình Nga chia sẻ, bạn Quyên có một chị Quyên vừa MEP thì chị Quyên này thực sự là, chị không biết năm nay Quyên có xem buổi ngày hôm nay không. Quyên thì vừa đỗ phỏng vấn trường Sakyong, tức là xin visa ở Đại sứ quán và vừa phỏng vấn đỗ hôm nọ. Trong tình huống là đợt này phỏng vấn đang rất là khó. Thực ra chị nói ngay về Quyên ở đây để Thảo an tâm, vì thực ra chị Quyên, tài chính Quyên không quá xuất sắc. Và Quyên thì điểm cũng không phải là chói lòa, nhưng mà Quyên thể hiện một niềm đam mê mãnh liệt cho Sakyong. Thực ra MEP cảm thấy rất là vui và hạnh phúc vì có những học sinh như Quyên. Bởi phải vì, lòng đúng rồi, em là phải lòng trường. Và lúc nào nói về trường là Quyên cũng như kiểu là tim nổ lốp bốp xung quanh này. Vì thực ra gặp được những học sinh như vậy rất quý và xúc động. Bởi vì là mình đã place đúng bạn đó vào cái trường bạn yêu. Và quan trọng hơn là bạn sẵn sàng bất chấp cái phỏng vấn khó cũng chơi. Gì cũng được, ok, phỏng vấn đại sứ quán chơi luôn và đỗ rồi. Thế thì rất là mừng bởi vì có những học sinh tốt như vậy. Và bạn sẵn sàng vượt qua đủ mọi trở ngại được đến được ngôi trường mình yêu. Chẳng hạn như là Tâm này mê trường quốc gia Busan lắm thì em cũng học tốt đi. Bởi vì nếu mà thực sự có tình yêu đặt vào một mục đích gì đó, em sẽ đạt được. Thế cho nên là có thể trên đường ta đi thì cái này cần bổ sung, cái kia cần hỗ trợ, thì những cái đó sẽ là việc của MEP. Chỉ quan trọng là em thật sự yêu mến ngôi trường đó, em quyết tâm đến trường mặc dù có bất cứ khó khăn gì thì MEP sẽ đồng hành cùng em đến cùng. Nên là tóm lại câu chuyện dài như vậy để tiếp thêm động lực và trả lời cho Phương Thảo là chứng minh tài chính và Sakyong là rất là đơn giản. Chị cũng có một niềm vui nho nhỏ của riêng MEP chia sẻ với em là trong hai tuần trước ấy, thì chúng ta có một số livestream cùng với trường. Thì điều đặc biệt đó là Sakyong thì bình chọn đây là sự kiện nổi bật nhất mang tính quốc tế của trường trong tháng 8. Thì đây cũng là một cái động lực để cho chúng ta cũng ngày một cố gắng, tức là mang đến những cái chương trình thực sự tốt của trường Sakyong, cập nhật cho các em và tùy từng thời điểm. Nếu như mà các bạn cũng có theo dõi thì Sakyong và MEP thì có một cái sự gắn bó với nhau từ rất là lâu rồi. Và trường, ngay cả trên trang web của trường thì trường cũng bình chọn MEP là cái đơn vị tuyển sinh của trường lớn nhất tại đầu Việt Nam. Dạ. Và em biết không, tức là khi mà các bạn lựa chọn trường á thì có rất là nhiều lý lẽ, có rất là những cái tiêu chí, trong đó thì có những nổi bật nhất thì là các bạn chẳng hạn như là chọn top sky, chọn là 10 trường tốt nhất là khu vực này, khu vực kia, rồi là quan tâm tới bảng xếp hạng như thế nào. Riêng trường đại học Sakyong có một cái điều mà chị thấy rất là bất ngờ, đó là hơn cả mọi lý lẽ, hơn cả mọi con số. Hầu như là học sinh Việt Nam có rất là nhiều những bạn mà có
thiên hướng về nghệ thuật, dạ. Về ngành làm đẹp là thời trang, thì dành một cái tình yêu đặc biệt dành cho ngôi trường này. Và cái điện đó là một cái điều mà chị thấy rằng là nó có một cái sự khác biệt hẳn với những ngôi trường khác. Mà chị nói với chị Nga rằng là hiếm có một cái ngôi trường nào mà khi mà đã được học sinh yêu thì yêu đến thế. Tức là làm bọn chị thì vẫn hay nói đùa với nhau là bạn ấy phải lòng trường đại học Seo Kem rồi. Vì là khi mà nói đến ngành mã ngành nghệ thuật và làm đẹp thì ở khu vực Seoul thì hiếm ngôi trường nào mà có thể có được một cái chương trình đào tạo hiện đại, văn minh và thức thời là như trường đại học Seo Kem. Và chính vì vậy mà thực ra thì trong cái quá trình vừa rồi chúng ta cũng biết là năm nay khi mà trường và top chứng nhận đó thì ở khu vực các bạn ở ngoài miền Bắc á, thì rất là lo lắng bởi vì là phỏng vấn năm nay thì các bạn nói rằng là khó hơn những năm trước. Tức là cái khoảng giữa năm nay ấy, thì có họ nhận thấy rằng rõ ràng là những câu hỏi phỏng vấn có khó lên, rất là lo lắng bởi vì là khi mà ở trên đại sứ quán ấy có những cái tỷ lệ học sinh nhất định là không đạt. Đúng rồi. Thì mọi người lo lắng nhiều lắm. Nhưng mà Seo Kem với cái thứ hạng của mình, với cái vai trò của mình cũng là một trong những ngôi trường rất là uy tín. Cho nên là khi mà sinh viên có phải phỏng vấn ở đại sứ quán thì các bạn ở du học sinh MEP thì vượt qua một cách rất là dễ dàng. Cái điều đó thì nó cũng thể hiện qua cái việc đó là không chỉ là bạn say mê, bạn học, bạn rèn luyện đâu. Dạ. Mà cái vai trò của trường, cái thứ hạng của trường cũng như là uy tín của trường thì cũng sẽ hỗ trợ các em rất là nhiều trong quá trình mà chúng ta xin visa. Cho nên là nếu mà em đã yêu Seo Kem rồi và năm nay cho dù là Seo Kem thì là trường chứng nhận và các bạn sẽ trải qua phỏng vấn thì cũng không phải lo lắng đâu, bởi vì là một cái sự rèn luyện kỹ cộng với uy tín của trường nữa thì với một cái sự quyết tâm và học tập tại du học MEP thì chắc chắn là bạn sẽ chinh phục được visa du học Hàn Quốc để đến trường đại học Seo Kem học thôi. Như vậy các bạn vào Seo Kem thì yên tâm nhé, không lo lắng chứng nghề chính, chỉ cần học tiếng Hàn chuẩn theo lộ trình phỏng vấn của MEP là yên tâm. Em có một câu hỏi muốn nhờ chị Hoa suy nghĩ và giải thích giúp trong lúc em trao đổi thêm với một hai bạn ở đây vừa có như câu vậy hỏi. Là khó rồi đúng không? Phải đúng suy rồi. Nghĩ rồi đúng không? Câu này thực ra bạn nào cũng hỏi mà ở đâu cũng hỏi luôn và nó chuẩn chủ đề chính mình dính luôn. Các bạn nói thế vậy tóm lại để em đi Hàn Quốc thì bố mẹ em cần thu nhập bao nhiêu, có bao nhiêu tiền? Câu chuyện chốt lại vẫn là bao nhiêu tiền. Thế thì thực ra là câu này phải dành cho chị Hoa, bởi vì trong lịch sử làm du học thì chỉ có đúng một trường trong yêu cầu thu nhập, họ nói luôn là bố mẹ phải thu nhập là 1.500 một tháng, đấy là cúc min. Trong yêu cầu của trường họ nói luôn, còn các trường khác không bao giờ nói là thế yêu cầu là bố mẹ bao nhiêu tiền cả. Trung An không bao giờ nói ra số thu nhập là cần bao nhiêu, con cúc không bao giờ nói, SNU cũng chẳng nói, những trường khác như là Seo Kem, Hansung cũng không nói, chỉ nói là đủ thôi. Như vậy đủ là bao nhiêu? Thì trong lúc em trả lời câu hỏi của hai bạn là bạn Quang Hồ và Thịnh thì chị suy nghĩ giúp và chị trả lời các bạn ở đây nhé. Dạ. Quang Hồ còn nói là em có họ hàng là người Hàn Quốc, có quốc tịch Hàn chứ, và hiện đang ở bên Hàn, thì hỗ trợ được gì trong việc giấy tờ không? Có quá, đây là một hỗ trợ tốt. Thì chị có nhớ em rồi, em 2003 em rất là mê Inha, em nói chuyện với chị cũng khá lâu rồi. Thế thì chị sẽ trao đổi riêng thêm với Quang. Nhưng nếu mà có người thân ở Hàn, đặc biệt là ở gần trường, thì đây là một trong những lợi thế tốt để chị có thể hướng dẫn em cách làm giấy tờ để thêm vào hồ sơ. Đó có thể không phải là người bảo lãnh chính thức cho em, bố mẹ vẫn là người bảo lãnh chính thức, nhưng sự hỗ trợ của người thân có quốc tịch, đặc biệt là có kinh tế tại Hàn, cũng là một điểm để các trường yên tâm hơn khi nhận em vào. Bảo trợ uy tín đấy. Mình còn một năm nữa mình cố gắng, chị sẽ hỗ trợ Quang hết sức nhá. Inha là một trường hay lắm, đến chị còn thích Inha. Thế nên là chính là Quang mê Inha thì cũng là có lý thôi. Bạn Đồng Linh, Seo Kem chào các bạn, muốn sang chào Linh. Linh là sinh viên của MEP, hiện nay đã học được 8 tháng ở trường đại học Seo Kem rồi. Dạ. Hôm trước thì không biết là em có nắn lại để mà theo dõi chương trình lâu không nhỉ? Chị cũng một phần khi mà các bạn hỏi về trường đại học Seo Kem ấy, Đồng Linh, thì chị cũng có chia sẻ với em là hôm trước thì hai chị em mình cũng có nói chuyện qua lại, thì Đồng Linh có nói rằng là MEP ơi, mới đấy mà đã 8 tháng em đến trường rồi. Nhanh nhỉ, 8 tháng rồi. Linh cũng chụp ảnh gửi cho chị những hình ảnh trong khuôn viên ngôi trường xinh đẹp của mình. Và Linh nói rằng là đi học ở đây thì suốt ngày được gặp các ca sĩ diễn viên, bởi vì họ cũng lấy bối cảnh quay trong cái ngôi trường xinh đẹp của em. Vậy vậy mà hàng ngày thì các bạn không khó để mà có thể tiếp xúc với một đoàn quay nào đó, có một cái chương trình nào đó. Thì đây cũng là một cái trải nghiệm thú vị của các bạn học sinh khi mà học tại ngôi trường Seo Kem, một trong những ngôi trường mà chị đánh giá là rất là đẹp. Dạ, thực sự đẹp, mọi ý, ngành làm đẹp, vì trường đẹp, kiến trúc đẹp. Bạn Thịnh hỏi là cho em hỏi về Đại học Quốc gia Seoul SNU với lại khi làm hồ sơ lên chuyên ngành có phải chứng minh tài chính lại không hay sao ạ? Về SNU thì như sau Thịnh, thực ra trường thì không yêu cầu quá cao về chứng minh tài chính, nhưng em automatically hiểu rằng, tức là mình tự hiểu nếu vào trường thì tài chính phải mạnh, bởi vì học phí cao em. Học phí hệ tiếng của trường năm nay đã lên đến gần 7 triệu rồi, 6 triệu 9. Tức là có tăng.
và học như vậy thì mình phải chuẩn bị rõ ràng về về mặt tài chính. Chứ còn về chứng minh tài chính của trường thì không quá khó. Nhưng bản thân chị là người hỗ trợ rất nhiều hồ sơ. Mình vừa rồi có vừa một tốt bay sang để chuẩn bị nhập học kỳ thu tại SNU thì chị thấy rằng là trường thì không yêu cầu quá khó đâu, nhưng chưa có một bộ hồ sơ nào tài chính quá kém vào SNU cả. Như vậy là bản thân các bạn cũng có sự chọn lọc rồi, tức là thường là phải tài chính ok cơ bản, bố mẹ là có thể làm kinh doanh hoặc là làm công ty hoặc là làm nhà nước có thu nhập ổn định thì nên vào SNU, bởi vì nó có liên quan đến phần học phí nữa. Thì còn câu hỏi thứ hai của em là khi làm hồ sơ lên chuyên ngành chứng minh tính lại thì sao? Bản chất là như thế này, vừa rồi thì mẹ cũng làm tầm khoảng, nếu như không nhầm là 200 bộ hồ sơ lên chuyên ngành cho học sinh của mình, và tất cả các vấn đề chứng minh tài chính liên quan đến mẹ đều hỗ trợ hết, nên là em không phải lo là sang bên kia học xong tiếng tự mò mẫm làm một bộ hồ sơ lên chuyên ngành chứng minh tài chính như nào, mẹ lại làm cho em nếu em là học sinh đi học hệ từ hệ tiếng cùng mẹ. Chị có thấy bạn chắc là bạn cũng có những lo lắng là trên cơ sở năm vừa rồi cũng có một vài những cái hiện tượng làm hồ sơ lên chuyên ngành gặp khó khăn ở đầu Việt Nam, tức là ở những công ty khác đó các bạn đi, thì tại vì chị cũng nhận được khá là nhiều những cái bạn mà cứ inbox cho chị thì có nói là em thì trước đây thì chưa biết đến mét và sau đó thì đợt vừa rồi thì có về Việt Nam hoặc là có lên chuyên ngành ấy thì có nhờ mình làm và đó thì các bạn cũng có chia sẻ như vậy. Thì tại ví dụ MEP thì bên phía công ty là hoàn toàn hỗ trợ các bạn và không thu phí dịch vụ gì cả. Đúng rồi. Cho nên là các bạn sinh viên của du học MEP thì sau này các bạn lên chuyên ngành đó thì khi nào mà các bạn có nhu cầu lên thì giống như bây giờ vẫn hàng ngày thì các bạn cũng vẫn nhắn tin về cho MEP ấy, thì MEP vẫn luôn hướng dẫn các bạn đó là đúng trước rồi. Khoảng 4 tháng thời điểm mà em vào khóa chuyên ngành ấy thì em liên hệ về công ty, sau đó thì ở bên bộ phận hồ sơ của MEP là sẽ chuẩn bị hết cho các bạn và phối hợp cùng với gia đình bạn ở đầu Việt Nam là chuẩn bị cho các bạn và gửi sang Hàn Quốc đầy đủ. Dạ. Cho nên là nghe thì phức tạp vậy thôi nhưng thực ra thủ tục đơn giản lắm. Các bạn chỉ có lo làm sao để chúng ta có đủ điều kiện tiếng đầu vào cũng như là thôi. Dạ. Hoặc là lo là làm sao mình có thành tích cao thì mình có học bổng thôi. Dạ. Còn hồ sơ thì cực kỳ đơn đúng giản. Rồi. Tiện đây thì cũng xin lỗi các bạn học sinh ở các công ty khác rất là hay inbox mình là nhờ làm hồ sơ chuyên ngành. Thì mẹ luôn nói rằng là mình không có lịch dịch vụ làm hồ sơ chuyên ngành cho học sinh của các bên khác. Thực ra không phải là khó khăn gì, đơn giản là mỗi kỳ mình phải làm tầm 150 đến 200 bộ hồ sơ cho học sinh của mình lên chuyên ngành. Đấy là tính theo đầu học sinh mà mỗi bạn thì tổ hồ sơ luôn khuyến khích là các bạn apply vào 2 đến 3 trường để luôn luôn có lựa chọn A, B, C để không drop và không lỡ kỳ đó. Như vậy tổng cộng số hồ sơ lên chuyên ngành mẹ phải làm cho học sinh của mình mỗi kỳ là tầm khoảng 450 bộ đến 500 bộ, nhân đôi lên một năm thì con số phải lên 1.000 bộ hồ sơ cho tất cả các học sinh cũ, nên là thực sự không có thời gian để chăm chút hồ sơ cho các học sinh bên khác. Thế nên là cũng không phải là mình khó khăn gì mà thực ra là mình sẽ tập trung tốt nhất để làm cho học sinh của mình, nên là mình không triển khai dịch vụ làm hồ sơ lên chuyên ngành cho các học sinh các bên khác. Còn các bạn là học sinh của MEP thì cứ yên tâm, sẵn sàng khi lên chuyên ngành trước tầm khoảng em khuyến khích là 6 tháng cho nó sớm. Còn lại 4 tháng khi mà các bạn cũng đã nắm rất là rõ về trường kia rồi, vì mình cần phải hỗ trợ các bạn là tư vấn trường, ngành. Chẳng hạn như học sinh mà muốn tìm ngành khó quá thì em cũng phải đi hỏi xung quanh các thầy là xem ngành đấy như thế nào, thực sự là có dạy ở Hàn Quốc không, để cho các bạn có một định hướng đúng. Và làm hồ sơ lên chuyên ngành để xin dấu tím, dấu vàng. Những đợt đông thì các bạn cũng cần nộp sớm để tổ hồ sơ ở nhà hỗ trợ các bạn. Thế thì đấy là về vấn đề hồ sơ thì Thịnh không phải lo. Thịnh năm nay mới 2003 chứ. Em cố hàng cũng cuối tốt vào. Năm sau em đến MEP, em học tiếng trơn tru ở Hàn 1 năm. Em lên trường gì chị cũng sẽ lại làm hồ sơ cho lên chuyên ngành. Chứng minh tài chính cực kỳ đơn giản, không quá phức tạp và đều có hỗ trợ từ MEP. Nhưng mà bây giờ các bạn sinh viên hiện đại quá em. Mà học lớp 11 thôi. Lo sớm quá. Mà đã chuẩn bị đầy đủ thông tin cho mình rồi. Đến lượt chị trả lời câu hỏi khó chưa? Giờ chị trả lời câu hỏi khó để lát nữa em hỗ trợ thêm đồng linh về câu hỏi lên chuyên ngành của bạn. Dạ. Chị biết là Nga đánh giá đây là câu hỏi khó bởi vì đây là một phép toán. Bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền thực ra luôn là câu khó nhất. Cho nên là chị Nga có để cho chị một khoảng thời gian để chị ngồi chị làm một phép toán để cung cấp đến cho các em. Thực tế là như thế này, để mà chứng minh thu nhập ở đầu Hàn Quốc bao nhiêu á, không có nhiều điểm khác biệt so với các quốc gia khác đâu em. Thực ra có một điều may mắn mà chị chia sẻ rằng là đến giờ phút này là chị có 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du học. Và đối với du học Hàn Quốc, em biết không là trước đây thì đi du học rất là khó. Du học Hàn Quốc chỉ thực sự mở cửa từ năm 2013 thôi. Đúng rồi. Và thời điểm trước đó thì chị cũng có kinh nghiệm làm rất là nhiều nước như là du học Anh, Úc, Mỹ. Mình thì có một thời điểm rất là nổi tiếng là làm thụy sĩ, thụy sĩ nữa, từ là Tây Ban Nha và Canada. Đó là những quốc gia mà thực ra được coi là hàng đầu về chứng minh tài chính và cái yêu cầu hồ sơ như rất chị Nga nói là cả một sấp hồ sơ như thế này thì rất là khắt khe. Mấy cân hồ sơ luôn nếu chứng minh tài chính chuẩn các nước đó. Đó, và khi mà
chúng ta so sánh lại với du học Hàn Quốc thì thực ra cho dù là mỗi một nước một đặc thù nhưng cái nền tảng thì không khác nhau, và Đúng. các cái yêu cầu để họ Giấy họ xem tờ. xét và họ lên một cái khung đấy để yêu cầu sinh viên thì không khác nhau đâu. Vâng. Ví dụ như là em có hỏi là thế thì tóm lại ấy, thì là đi du học cần chứng minh thu nhập bao nhiêu tiền là phù hợp, thì thực ra một công thức chung ấy, đi du học nước nào cũng như vậy, thì các bạn phải tìm hiểu xem là học phí trung bình một năm ở trường là bao nhiêu tiền, Dạ. và thứ hai là sinh hoạt phí là bao nhiêu tiền. Đúng. Thì cuối cùng là đại sứ quán sẽ yêu cầu cha mẹ các bạn phải cung cấp được một cái nguồn thể hiện rằng thu nhập của mình đủ để trả cho cái khoản phí đó. Dạ. Thế thì chúng ta chứng minh, chúng ta sẽ làm một phép toán đơn giản thôi. Ví dụ như khi mà các bạn đi du học Hàn Quốc Dạ. thì mức học phí của năm đầu tiên chúng ta tạm tính đi là 7 triệu. Ừ. 10 triệu won. Thì chị cứ tính ra là cứ cho nhân tỷ giá 140 cao lên triệu. là Dạ. khoảng 140 triệu hoặc 150 triệu đi. Dạ. Và chúng ta chia đều, chia trung bình cho 12 tháng. Dạ. Thì lúc này thì trung bình một tháng mà chúng ta phải trả học phí sẽ rơi vào khoảng 13 triệu. 13 triệu. 13 triệu. Ngoài ra thì sinh hoạt phí chúng ta đã từng nói với nhau về câu chuyện đó là đi khắp Hàn Quốc. Chúng ta có một cái clip đi khắp Hàn Quốc để hỏi Sinh các hoạt bạn rằng phí. là với 10 triệu đồng thì chúng ta có đủ để chi trả cho cái việc là sinh hoạt phí bao gồm tiền ăn ở và đi lại cơ bản Dạ. hàng tháng không? Dạ. Thì câu trả lời là có. Như vậy thì chúng ta sẽ có là khoảng 13 triệu tiền học phí cộng với 10 triệu Là tiền 23 sinh triệu. hoạt phí nữa là 23 triệu. 1.000 luôn, ngàn Đúng rồi. tròn. Thì Dạ. như vậy là 1.000 đô một tháng. Thì đây là cái mức mà tối thiểu mà chúng ta cần phải chứng minh với đại sứ quán Hàn Quốc rằng người bảo lãnh của em ở đầu Việt Nam là có một nguồn thu nhập như vậy. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta chỉ cung cấp là phụ huynh một tháng thu nhập 1.000 đô, tức là tương đương Đúng. với 23 triệu, Vâng. thì chưa chắc là các bạn đã vượt qua cái vòng xét tuyển của nhà trường và đại sứ quán. Đúng. Bởi vì bạn biết tại sao không? Khi các em đi du học thì đó là số tiền chúng ta phải trả đi. Thế còn cuộc sống gia đình ở Việt Đúng Nam thì rồi. như thế nào? Anh chị em không phải Đúng đang đi để rồi. đi học, Rồi bố có mẹ thể phải là anh chị sống. em chúng ta đang đi học rồi ba mẹ cũng phải duy trì cuộc sống của mình ở đầu Việt Nam nữa. Dạ. Cho nên rằng là ngoài số tiền đó chúng ta cũng phải cộng thêm khoản sinh hoạt phí của gia đình ở đầu Việt Nam phù Đúng. hợp. Mỗi một gia đình thì sẽ có một hoàn cảnh khác nhau, số lượng người khác nhau. Có những người thì gia đình nhà mình thì thậm chí là ba mẹ còn đang phải nuôi cả ông bà. Đúng Có rồi. những người thì lại có rất là nhiều anh chị em và bạn là con đầu Đồng chẳng hạn, con, thì đúng có rồi. nhiều các em đằng Phụ sau đang thuộc. trong quá trình đi học. Dạ. Thì những người đó đương nhiên thu nhập yêu cầu của đại sứ quán phải cao hơn những bạn Dạ. như là con út hoặc là con một trong gia đình Ừ. đó. Thì như vậy là chúng ta sẽ cộng thêm cái khoản chi phí hợp lý cho gia đình để duy trì cuộc sống ở ở Việt Nam nữa. Dạ. Thì đấy là công thức lý tưởng nhất khi mà chúng ta lên một kế hoạch chứng minh là bao nhiêu Bao tiền nhiêu tiền là là đủ đủ? để mà Dạ. chứng minh tài chính. Vâng. Thì thông thường các em thấy đấy là nếu mà với mức chi tiêu ở đầu Việt Nam thì ngoài số tiền khoảng 1.000 đô chi trả cho các bạn hàng tháng thì ngoài ra thì gia đình cũng có thêm một cái khoản để chi trả cho cuộc sống của gia đình nhà mình, tùy mỗi người thì sẽ dao động từ khoảng 15 thậm chí là 20 20 25 triệu tùy đúng vào cái rồi. số lượng Và mà cái gia đình khu nhà vực mình đang nữa, sống ở. thành Thì phố là hay đúng nông rồi, thôn. đúng rồi. Thế nên rằng là đấy chính là cái phép tính mà ngày hôm nay thì chị cung cấp và chia sẻ với các bạn. Thì chị nghĩ rằng là cái công thức này sẽ đúng với tất cả các nước Dạ. chứ không chỉ là Hàn Quốc đâu. Bạn đi du học nước nào bạn còn đang băn khoăn là không biết là số tiền cần phải chứng minh là bao nhiêu thì hãy lấy công thức đó là tiền học phí trung bình của năm đầu tiên của em cộng với tiền sinh hoạt phí trung bình của nước đó thì sẽ ra số tiền mà các em cần phải chi trả, và chúng ta cộng thêm cái phần mà chi phí thì gia đình nhà mình duy trì cuộc sống ở đầu Việt Nam nữa thì sẽ ra con số cuối cùng của đấy là con số lý tưởng để chúng ta cung cấp thông tin cho đại sứ quán cũng như cho nhà trường. Đúng. Vâng, thì thực ra là chị Hoa không chỉ là nêu cho bạn là gọn lỏn là bao nhiêu tiền, mà nội dung Cách chị Hoa tiếp nêu cận. lên là cách tính. Cách tính rất là quan trọng, bởi vì và nó bắt nguồn từ căn cốt của các trường suy nghĩ tại sao lại cần số tiền đấy, chứ không chỉ là mình đưa ra một con số, cứ một con số để đấy, bởi Không vì phải là bản chất cái là chứng minh chứng tài chính minh sao mà. chép đâu. Đúng rồi, Không không phải. phải là chứng minh là bạn mượn một bộ của người khác xong bạn ghép vào nhà mình, nó không logic, bởi vì gia đình mình hoàn toàn khác, đúng không Đúng rồi. ạ? Địa phương mình sống hoàn toàn khác. Thế nên bản chất mình phải nhớ là đây đâu phải là tài chính, đâu phải là hồ sơ tài chính, mà là Đúng. chứng minh cơ mà. Đúng rồi, Chứng đúng minh rồi. là phải chỉ ra rõ là Đúng rồi. tại sao lại là số tiền này. Làm sáng tỏ Đúng đấy rồi, em. đúng. Văn chứng minh hoặc là các loại bài chứng minh thì các bạn có thể áp dụng vào đây được. Chứng minh là thể hiện rõ, bạn dùng Mỹ Dung vừa join này. Mỹ Dung là chứng minh tài chính bằng 6 sổ đất. Thế là trường Trung An nhận luôn. Đấy là chứng minh, tức là các bạn phải chỉ rõ là tại sao tôi có số tiền đó. Số tiền đó thì hỗ trợ như thế nào cho quá trình học tập của tôi. Và ngay cả bố mẹ dùng số tiền đó để chi trả cho con thì ở nhà cuộc sống vẫn để đảm bảo. Như vậy nó mới logic, đúng không ạ? Đã nói đến chứng minh là phải logic và hợp lý. Chứ chẳng hạn như là bố mẹ thu nhập 23 triệu, một tháng cho con 20 triệu, 3 triệu ở nhà ăn gì? Dù là nói ở nông thôn ăn ít thì cũng cũng không hợp lý. Đó, thế cho nên là các bạn luôn luôn phải cân nhắc một sự logic trong quá trình chứng minh tài chính. Về về nguồn tiền cũng vậy, có những bạn mà các bạn có nói với em là em nộp vào trường này có bên này bị trượt, thì
xem hộ em chứng minh chính thức em, mà chị không có can thiệp vào hồ sơ của các bên khác, như vậy nó không được lịch sự và văn minh, vì không ai bình luận cách làm việc của nhau cả. Thế thì sau này bạn ấy trở thành sinh viên của mình thì bạn ấy bảo là em hỏi là bố em làm gì, bảo là bố em có làm công việc như thế này thế này thế này. Thực ra bố bạn ấy có một cái cơ sở máy xay sát rất là tốt, nhưng mà trong chứng minh chính thì chỉ khai là bố em làm nghề, tức là cái gì nhỉ, chế biến nông sản đấy chị. Ghi mỗi thế xong là ghi là bao nhiêu tiền, thế là học sinh trượt luôn. Mặc dù sau khi làm lại thì đúng rồi là phải khai là bao nhiêu cái máy sát, máy sát đấy hiệu gì, nguồn gốc ở đâu, vì một máy sát Trung Quốc giá trị khác một máy sát nhãn Nhật. Em biết đó. Không là thực ra MEP muốn là mang đến một cái chương trình tư vấn văn minh, nên là có bao nhiêu kinh nghiệm như chị Nga chị cũng vừa chia sẻ hết rồi. Chị Nga cũng chia sẻ hết rồi, đấy là cái cấu thành một bộ hồ sơ chứng minh tài chính như thế nào. Đúng rồi. Từ những cái thông tin mình có, mình phải xây rất là rất sao. Chi tiết. Đúng rồi. Đúng rồi. Đừng có thấy rằng là ví dụ như Hàn Quốc yêu cầu đơn giản chỉ có 3 tờ giấy mà chúng ta chỉ nộp 3 tờ giấy thôi. Như vậy đối với các trường khó hoặc những thời điểm khó là hồ sơ của em không thể nào vượt qua được. Đúng. Hơn nữa từ nãy đến giờ phí, chúng ta rất phí cho chúng học ta, sinh. Đúng rồi, chúng ta cũng có nói nhiều đến câu chuyện đó là khi mà lại để mà xin visa du học ấy thì không chỉ là câu chuyện chứng minh tài chính đâu em, mà chúng ta phải sâu chuỗi với đúng. Là yếu tố học vấn của sinh viên và điều quan trọng là cả nhân thân nữa. Đúng. Tại sao chúng ta cứ nói đến vấn đề nhân thân, đôi khi chúng ta nghĩ nhân thân là cái gì nhỉ? Ừ. Là cái quyền hộ khẩu của chúng ta đúng không? Rồi. Rồi là đơn giản là chỉ là biết được là các em sinh ra ở đâu, họ tên đầy đủ như thế nào, nó không phải thế đâu em ạ. Đúng. Tại vì khi mà họ xét hồ sơ, họ soi chiếu vào cả ba yếu tố đó thì trong đó có cái việc đó là chứng minh tài chính nó rất là quan trọng, liên quan đến yếu tố là lý lịch cũng như nhân thân của em nữa. Họ sẽ nhìn qua lại để biết được là à, những cái mối quan hệ tương tác đúng rồi. Cũng có một cái sự hỗ trợ trong cái bộ hồ sơ tài chính của em. Họ thấy rõ. Đúng. Ví dụ như chúng ta có nói rằng là lúc nãy thì chị Ngạn có chia sẻ đấy. Ừ. Là ngoài cái vấn đề đó là thu nhập bao nhiêu, chúng ta còn phải biết là gia đình đó là nuôi bao nhiêu người nữa, bao nhiêu người cùng phụ thuộc vào đó nữa, thì đấy chính là một cái phần liên quan đến vấn đề yếu tố nhân thân. Hoặc là chúng ta cũng sẽ phải hiểu về thực tế địa phương của em sống, ví dụ như là máy xay sát. Ừ. Thì đơn giản là không chỉ là câu chuyện là một ngày thu nhập được mấy chục ngàn tiền công đâu. Dạ. Và đây là cả gần như là mình nghĩ hiểu rằng là một khu chế xuất nhỏ của gia đình nhà bạn. Đúng nữa rồi. Chúng ta hiểu được cái đặc tính vai trò của từng vùng miền. Ừ. Từng cái ngành sản xuất như vậy thì từ đó chúng ta mới có thể giúp cho sinh viên là làm sao mà các em chứng minh được về công việc, về thu nhập. Dạ. Cũng như là cái sự vững mạnh có một cái quá trình lâu dài của gia. Dạ. Đình tích lũy ra là của gia đình nữa. Tức là cái phần phân tích của chị thì giúp em nhớ đến một cái case là học sinh của mình ở miền Nam. Bạn này thì rất là xuất sắc theo kiểu là bạn ấy hết sức cố gắng, muốn đi là phải đi bằng được, mặc dù thực sự là bố mẹ tài chính không mạnh, nhưng mà mình phải kỹ hết tất cả các hướng. Thì là anh trai bạn ấy thực ra rất là giỏi, trẻ thôi nhưng mà có một công ty không quá to nhé, mới ở trong giai đoạn start up thôi, nhưng mà cung cấp rất là nhiều cái thiết bị linh kiện cho những cái hãng fast food cực kỳ lớn ở Việt Nam như Lotteria hoặc là KFC đó. Thế thì mình phải khai thác kỹ thì mình mới biết được. Và anh đấy, nếu mà đôi khi anh đứng ra chứng minh tài chính thì khó lắm chị, bởi vì anh còn trẻ, mới lập gia đình, còn phải lo đúng tương phải lai. Lo cho con. Tất cả những em bé nhỏ thì anh đấy phải nuôi đúng không vậy, ạ. Nhưng mà trường thì cực kỳ là nhìn thấu đáo khi mà vì chứng minh là anh ấy vẫn hỗ trợ bạn này được. Do là người vợ đã có công ty riêng về thiết bị y tế, nên đấy là mình hỏi kỹ là hoàn toàn học sinh phải này sâu đúng rồi, phải sâu chuỗi bạn để chứng minh rằng là có thể bố mẹ trong trường hợp này là người bảo lãnh tài chính nhưng không có tài chính mạnh thì lại có một trọng lực hỗ trợ tốt hơn là người anh trai. Như vậy là tất cả các hướng lúc nào phải có một sự giải trình hợp lý và logic để đưa ra một bản chứng minh, bởi vì chứng minh kết quả là đúng, là thuyết phục để học sinh được nhận vào trường về mặt tài chính thì là một điểm rất là quan trọng. Dạ. Để em xem Thịnh có nói. Em chào chị Thúy. Chào Thúy. Thúy có câu hỏi gì để lại các chị trả lời nhá. Bạn Linh nhà mình có hỏi là chuyên ngành làm đẹp ở Đại học Hàn Song cần những điều kiện gì. Hàn Song thì thực ra yêu cầu chỉ cần topic 2 thôi. Em có topic 2 là vào được hệ làm đẹp ấy, nhưng mà có một điểm là em nên lấy từ topic 3. Topic 3 thì mới có học bổng. Điều kiện đầu vào của Hàn Song khá là nhẹ nhàng thì em cũng có thể tìm hiểu thêm. Hàn Song thì có một ngành mà hơi khác, nếu các bạn học làm đẹp có thể thích, đấy là quản lý mỹ phẩm. Tức là nếu các bạn muốn học sâu về mỹ phẩm, sau này mà em về giống như là bây giờ rất là nhiều hot girl, các bạn quan sát là họ có thể là lập những cái hãng mỹ phẩm riêng, những cái mỹ phẩm riêng của họ, chứ và họ đặt nhà máy họ sang, họ đặt sản xuất tại Hàn Quốc luôn, vì Made in Korea bây giờ nó cũng sẽ nghe rất là hot và đáng tin hơn là Made in China bây giờ. Chị thấy ở trong cái chương trình học của trường Hàn Song có một cái điểm rất là hay, đó là khởi nghiệp. Đúng rồi. Có một cái khóa học khởi nghiệp về mỹ phẩm. Đúng thì rồi. Em có thể quan tâm nếu em thích về mỹ phẩm, branding này, rồi thì là
xây dựng này rồi marketing thì mình nên nên theo hướng đó, thì đấy là một cái rất là hay ở Hansong, em có thể tìm hiểu. Mà trong lòng Seoul thì thực ra những cái trường mà yêu cầu đầu vào chuyên ngành topic 2 ấy dạ, ít lắm, rất là hiếm đấy. Vâng. Thế thì đấy là một điểm hay, học phí thì cũng không quá cao, tầm khoảng 3,5 triệu một kỳ chưa tính học bổng. Nên là chắc chắn là sẽ có học bổng thôi, Linh học giỏi mà. Nên là cố gắng lên nhá. Linh em cảm ơn các chị. Ok, lúc nào làm hồ sơ lên chuyên ngành thì nhắn chị. Em thấy là mình đã lượt qua những câu hỏi cơ bản của các bạn rồi. Để em xem phần trên. Bạn Trà có hỏi là: chị ơi cho em hỏi trường Myeongchi có cần chứng minh tài chính không ạ? Chị ơi em hỏi trường Myeongchi yêu cầu chứng minh tài chính như thế nào? Chứng minh tài chính của Myeongchi thì không quá khó em. Khó mỗi điểm là mở sổ 10.000 đô ngân hàng, có như lúc nãy chị nói rồi. Bởi vì cái sổ đấy nó gần như là một bảo chứng cho chứng minh tài chính thôi. Là em đủ tài chính chứ cũng không quá căng thẳng đâu em. Trường sẽ lấy đó là dạ, tiêu chí hàng đầu và quan trọng nhất để mà tuyển lọc học sinh. Em dám đặt 10.000 đô không? Giá chuẩn. Đấy đây là cái sổ 10.000, đấy là lý do mà MEP cứ phải mời hết tất cả những ngân hàng lớn nhất của Hàn Quốc ở Việt Nam đến livestream cho các bạn để các bạn hiểu về cái trị giá của cái sổ 10.000 đó. Trong trường hợp bạn muốn vào một trường hợp nào, trường nào cụ thể mà họ yêu cầu đóng băng, hoặc là trong trường hợp mà hồ sơ có những bạn không quá đẹp thì năm nay chọn đi top 3, tức là có năm trống này, có vấn đề về hộ khẩu, hoặc là các bạn là đơn giản là có đủ 10.000 đóng và thích đóng học phí 6 tháng thôi thì top 3 là một lựa chọn rất là tốt đấy em. Nếu mà em yêu trường Myeongchi thì ngày mai vì em cũng hiểu là điều kiện đầu vào ấy đóng băng 10.000 thì là có một cái điều kiện đầu tiên mà chúng ta phải vượt qua, đó là câu chuyện chúng ta phải tự nguyện đóng băng 10.000. Dạ. Đó thì nếu mà em yêu ngôi trường này thì buổi trưa ngày mai 11:30 thì em tham gia cái buổi livestream cùng với đại diện của Du học MEP và đại diện của ngân hàng, để từ đó em cũng hiểu được về cái quy trình, cái thủ tục ra sao và các bước giải ngân như thế nào nhá. Dạ. Có một bạn thì hỏi về là nếu mà em có người thân ở Hàn Quốc ý, thì quá trình bảo lãnh tài chính như thế nào? Bản chất là như thế này, nếu mà em có người thân ở Hàn Quốc thì người thân đó có thể đứng ra bảo lãnh tài chính được. Nhưng mình cũng phải xét rằng là người thân đó có mối quan hệ như thế nào với em. Bởi vì nếu chỉ là một người thân vu vơ thì cũng rất là khó. Thường những người thân hay đứng ra chứng minh tài chính được đó là có thể là mẹ của học sinh hiện tại đang ở Hàn Quốc, thì đấy là một sự chứng minh tuyệt vời và rất là lợi lợi cho con nếu mà mẹ đi trước và bảo lãnh cho con. Thứ hai là chị gái lấy chồng Hàn Quốc, anh rể là người Hàn Quốc. Trong trường hợp anh rể đứng ra đồng ý bảo lãnh tài chính cho em thì tuyệt vời. Còn nếu không, chị gái hoàn toàn có thể đứng ra bảo lãnh được. Đặc biệt là chị đã có quốc tịch rồi. Dạ. Chúng ta thì đấy là hai trường hợp phổ biến. Đúng rồi, dạ. Chúng ta quan tâm đó là mối quan hệ với em như thế nào. Dạ. Và thứ hai là hiện nay diện visa của người đó ở Hàn Quốc là gì. Đúng rồi. Ở đó thì nó có rất là yếu tố là diện visa của họ, công việc của họ nữa. Thì từ thực tế của từng bạn, từ mối quan hệ và cái đặc thù của cái người đó đầu Hàn Quốc thì chúng ta mới xây dựng được một cái kế hoạch, đó là chúng ta sẽ lấy khai thác thông tin gì từ cái người đầu Hàn Quốc đó để chứng minh tài chính cho em. Dạ. Bạn Yên thì hỏi là bố mẹ em làm tự do ở địa phương không có giấy tờ gì, như thế thì chứng minh tài chính như thế nào? Thì chị có thể là chị nghĩ là phải đến 70% các bạn có nguyện vọng đi du học Hàn Quốc nếu mà có yêu cầu về việc đó là chứng minh các giấy tờ nộp thuế hoặc là những giấy tờ có giá trị theo yêu cầu của một đại sứ quán thông thường ấy. Dạ. Thì là không đáp ứng được hết. Đúng. Với thực tế là như vậy, ở Việt Nam của mình thì các quy định của pháp luật, các cái chế tài liên quan đến các cái doanh nghiệp hoặc là những cái hộ kinh doanh khác với Hàn Quốc hoặc khác với Nhật rất là nhiều. Trước đây chị nói chuyện vui một chút, trước đây chẳng hạn có nhiều bạn mà nếu mà có anh chị em người nhà đi du học Nhật thì cũng thấy là có một thời điểm khi mới tuyển sinh ở đó Việt Nam ấy, cuộc xuất cảnh ở Nhật thì rất là vất vả phối hợp với các trường. Đó là yêu cầu các cái vấn đề thuế thu nhập cá nhân các thứ đấy, bởi vì là họ cứ áp dụng các quy định của nước mình lên Việt Nam. Đúng. Thì thực ra thì các cái quy định quản lý doanh nghiệp ở đầu Việt Nam thì khác hẳn với các nước khác. Dạ. Thế nên rằng là các em biết không, một điều tuyệt vời đó là gì, ở đối với Nhật, các bạn đi Nhật chẳng hạn thì hồ sơ các bạn là sẽ gửi thẳng sang cục xuất nhập cảnh ở bên Nhật để xin visa. Dẫn đến đôi khi là cán bộ cục xuất cảnh những thời điểm trước đây ấy, họ chưa hiểu về cái mô hình kinh tế cũng như là quản lý ở đầu Việt Nam, họ yêu cầu giấy tờ rất đôi khi là còn hơi gây khó và bởi vì nó hơi vô lý. Nhưng gần đây thì bắt đầu thích nghi rồi. Thì ở Hàn Quốc thì các bạn là có một cái điều thuận lợi là đại sứ quán ở đầu Việt Nam sẽ là đơn vị tiếp quản nhận hồ sơ các bạn, trừ một số trường cốt thôi, thì cái đấy là diện nó lại còn ưu tiên nữa cơ. Thì họ rất là hiểu về mô hình kinh tế ở đầu Việt Nam, mà các trường thì khi mà tuyển sinh ấy thì chị thấy là cách họ nhìn nhận cũng rất là khoáng đạt. Thì ở đó thì họ sẽ quan tâm tới việc là thực tế cái nguồn tài chính của ta đây là bạn ở thời điểm hiện tại như thế nào. Dạ. Thứ hai là công việc là gì, rồi những cái yếu tố xung quanh như chị Nga vừa nói đấy. Thì câu chuyện nó không chỉ là
có đóng thuế thu nhập cá nhân hay không, hoặc là gia đình nhà em có hộ kinh doanh nhưng mà tự giao và không có đăng ký thì cũng chẳng có giấy tờ thuế. Họ không nhìn vào những cái yếu tố là theo cái một cái mô phạm như vậy, mà họ nhìn vào rất là nhiều yếu tố khác. Như chị Nga thì vừa lúc trước có chia sẻ là chẳng gia đình nhà mình có nhiều đất đai này, có sổ tiết kiệm này, hoặc là công việc, cái nền tảng công việc chẳng hạn, như là chúng ta thực sự có những cái máy móc hoặc là có những công cụ hỗ trợ có giá trị. Dạ. Đôi khi chỉ là một vài những cái máy, ví dụ như vừa rồi là bạn gia đình nhà bạn có một cái hệ thống là máy xay sát hoặc là chế biến thực phẩm chẳng hạn. Hoặc là thứ hai là có những trường thì họ cũng rất là chào đón cái việc là đi thăm thực tế gia đình nhà bạn, ví dụ nhà bạn mà kinh doanh có cái đại lý hoặc là tạp hóa. Dạ. Đó thì ở gia đình chẳng hạn thì trường có thể thăm hoặc là em cung cấp hình ảnh, đối với họ là như vậy là cũng đủ để họ xét rồi. Thì mỗi trường có một cái đặc thù khác nhau, cho nên rằng là khi mà chúng ta lựa chọn trường ấy thì cái việc mà mô hình kinh doanh chúng ta cũng phải hiểu về mô hình kinh tế của gia đình nhà mình cũng chọn những cái trường để có những cái yêu cầu phù hợp nữa. Dạ. Thì chẳng hạn như có những bạn mà chẳng hạn như mọi thông tin đều rất là rõ ràng sáng tỏ và được coi là bộ hồ sơ tài chính đẹp rồi thì thực ra bạn chọn trường nào cũng được, nhưng mà có những bạn chẳng hạn như là có những cái yếu tố nhất định chẳng hạn thì bác cũng sẽ tư vấn cho em rằng là với những cái hồ sơ nền tảng của em như thế này thì em đi những trường như thế này thì phù hợp nhất, cả về cái vấn đề đó là cái điều kiện tài chính, cái số tiền phải chi trả, thứ hai là phù hợp với việc chứng minh của em nữa. Dạ. Thì chị nghĩ rằng là cái câu chuyện chứng minh tài chính, khi mà nghe câu hỏi của em thì chúng ta cũng có thể kết luận với nhau rằng dạ. là thực ra thì cái yêu cầu của đại sứ quán là yêu cầu chung, yêu cầu của các trường là yêu cầu riêng biệt và đặc thù của từng trường. Và việc của chúng ta khi mà lựa chọn trường đi du học ở nước ngoài thì ngoài câu chuyện là phù hợp với vấn đề học vấn của các bạn nữa, phù hợp với học phí, thì cái điều quan trọng là chúng ta cũng phải tìm những ngôi trường chúng ta tìm hiểu để thấy phù hợp với điều kiện tài chính và điều kiện chứng minh của gia đình mình. Một cái sự phù hợp trong bất kỳ một câu chuyện nào liên quan đến vấn đề xin visa du học, liên quan đến vấn đề chọn trường cũng là một cái yếu tố được coi là quan trọng và đặt lên hàng đầu. Dạ. Bạn Thảo lúc nãy có hỏi về yêu cầu chứng minh tài chính của trường Sokyeong, thì Thảo có hỏi là chị ơi, nộp hồ sơ vào một trường mã cốt để học tiếng rồi sau khi lên chuyên ngành chuyển sang trường khác thì có khó không ạ, và cần chứng minh tài chính không ạ? Theo chị hiểu câu chuyện của em, chắc là em muốn học làm đẹp ở Sokyeong nhưng mà đang ngại phỏng vấn đại sứ quán. Nhưng chị thấy như thế này: thứ nhất là em hoàn toàn có thể học tiếng ở một trường sau đó chuyển sang một trường khác được, sau khi đáp ứng được yêu cầu về topic và đầu vào của trường đó. Tuy nhiên với những trường đặc thù như Sokyeong thì tốt nhất là nên học tiếng từ Sokyeong, bởi vì là kỳ vừa rồi tháng 9 MEP có hỗ trợ học sinh của mình đến chuyên ngành tại Sokyeong, thì có thấy rằng một là trường cũng không tuyển nhiều hệ chuyên ngành, vừa rồi thì trường thông báo kỳ vừa rồi lấy có 15 học sinh thôi, và rất là ít, đúng rất là ít. Và yêu cầu đưa ra một đấy là học sinh phải học tiếng từ trường, hai là học sinh phải học tiếng trong một trường ở Seoul. Đó tức là ưu tiên đầu tiên sẽ là học sinh học từ hệ tiếng của trường lên. Yêu cầu thứ hai là có, nếu mà còn suất thì sẽ là các bạn khác học tiếng ở trong Seoul chứ không nhận ở ngoài, đặc biệt không nhận học sinh có topic apply thẳng từ Việt Nam. Đó là, tức là đây là cái yêu cầu rất là riêng của trường. Đúng rồi các em, cái này thì cũng phải nói rõ với các bạn là những trường khác thì không có yêu cầu như vậy, nhưng mà Sokyeong thì họ định vị của họ trong một cái đẳng cấp riêng biệt về ngành làm đẹp, ngành nghệ thuật, cho nên rằng là cái yêu cầu đầu vào vô cùng khó. Rất là nhiều bạn sinh viên, đặc biệt là ví dụ như là những bạn mà đồng môn với bạn Linh mà vừa họ có câu hỏi ở đây á, chúng ta thấy rằng là những năm vừa rồi chúng ta đi tiếp cận ngôi trường này và tiếp cận về khóa học tiếng thông qua dòng MEP, mình thấy đôi khi đơn giản quá, dễ quá. Vậy thực ra thì MEP là được coi là đại diện lớn nhất và quan trọng nhất của trường tại đầu Việt Nam và có quyền bảo lãnh cho sinh viên, nên là thực ra thì ví dụ như năm ngoái chúng ta có một cái lớp mà khai giảng được coi là một lớp tiêu biểu của đó, các bạn học rất là tốt. Hôm vừa rồi Mi Vân còn khoe với chị là vừa được topic 4 xong mà đến giờ này mới chỉ mới có một năm, mới chưa được một năm em. Đúng rồi, được 8-9 tháng đó. Mà đến giờ phút này đã có topic 4 rồi. Thế thì đôi khi các bạn cứ nghĩ là yêu và cầu đầu vào của trường dễ, nhưng thực ra là rất là may mắn, đó là chúng ta có một mối duyên tốt đối với trường, tức là chúng ta kết nối với nhau đơn giản. Nhưng thực ra để vào chuyên ngành của riêng trường này thì khó hơn hẳn những trường khác. Đúng. Vì các bạn biết là nếu mà khi mà trường mà có đào tạo, có một khóa có tuyển sinh mà có 15 người thôi, thì em biết là chất lượng và cái sự đầu tư của trường lớn như thế nào. Và chính vì vậy mà thực ra thì họ có một cách riêng để họ khẳng định cái đẳng cấp của mình. Thứ nhất là số lượng học sinh tuyển ít, thứ hai đó là phải yêu cầu về tiếng, và thứ ba thậm chí các bạn biết không, là nếu như mà chưa đủ chỉ tiêu thì họ còn chỉ có nhận học sinh ở trong khu vực Seoul nữa. Đúng. Tức là em qua những cái điều kiện của họ khi mà tuyển sinh viên chuyên ngành thì cũng biết được là trường ấy là một cá tính rất là đặc biệt. Dạ. Và họ xây dựng một cái vị thế, và đúng hơn là một cái đẳng cấp riêng trong cái lĩnh vực là đào tạo ngành làm đẹp cũng như là ngành nghệ thuật
ở đầu ở bên Hàn Quốc. Nên là chúng ta cũng lưu ý cái điều này. Chị cũng muốn phân biệt là cái điều kiện của trường này với những trường khác. Còn đôi khi mà em đi học những mã ngành khác hoặc là những trường khác, khi mà chúng ta chuyển trường đấy, chúng ta vào chuyên ngành thì không có gì khó cả. Mẹ thì vẫn khuyến khích các bạn đó là nếu như mà các em không có những lựa chọn chuyên ngành đặc biệt ở Việt Nam, vẫn cần suy nghĩ về vấn đề là chọn chuyên ngành, thì chúng ta có thể là lựa chọn một cái trường mà khi mà chúng ta đi đầu Việt Nam ấy là an toàn về vấn đề visa và thuận lợi phù hợp với bản thân mình. Khi mà các bạn sang bên Hàn Quốc, chúng ta có một cái khoảng thời gian chúng ta sống và trải nghiệm. Chúng ta cũng có rất là nhiều bạn bè, có một mạng lưới để chúng ta mà có thể là sâu chuỗi thông tin. Và em thấy rằng là trường nào phù hợp nhất với cái việc là em học lên chuyên ngành thì hoàn toàn là MEP hỗ trợ các bạn, không có mất phí dịch vụ để chúng ta hoàn thiện hồ sơ lên chương trình chuyên ngành hoặc là chuyển trường. Đúng vậy. Nên là cái đó thì chúng ta phân biệt đây là hai câu chuyện, là câu chuyện mà chúng ta chuyển trường rất là đơn giản, nhưng bên cạnh cái việc đơn giản đó thì có những môi trường rất là đặc biệt. Hơi đặc biệt một chút, đúng rồi. Hơn nữa nếu mà em học tiếng từ Sao Keong và lên chuyên ngành của Sao Keong thì mình hay nói đùa là trường rất là yêu. Tại sao yêu? Là trường theo dệt bao nhiêu hoa thơm cỏ lạ cho học sinh. Thứ nhất là được miễn 400,000 won phí nhập học, tức là bằng 1/10 học phí kỳ đấy rồi. Thứ hai là có rất là nhiều học bổng. Thứ ba là họ còn chấm cả điểm thái độ của bạn trong quá trình bạn học hệ tiếng nữa. Nên nếu thực sự là một học sinh tốt từ hệ tiếng của Sao Keong lên chuyên ngành, một là dễ, hai là có rất nhiều lợi điểm. Nên là em nên cân nhắc. Và thực ra đợt này phỏng vấn thì không có vấn đề với học sinh Sao Keong cả. Thực ra cá nhân của chị nghĩ rằng là mình cũng là may mắn, vì thực ra nếu mà nói ở đầu Việt Nam thì có lẽ là MEP và cá nhân chị là một người cũng gắn bó với trường. Đợt vừa rồi thì trường cũng chẳng hạn như là cái kỳ khai giảng tháng 9 á, năm vừa rồi là trường cũng có mời đại diện của bên du học MEP là qua để dự cái lễ khai giảng đó, và bản thân chị và chị Nga thì cũng có đến và trực tiếp tham gia lễ khai giảng với các bạn. Thì chị thấy rằng là nếu một lời khuyên dành cho các bạn mà yêu ngành làm đẹp ở Sao Keong ấy, là bạn có kế hoạch đi du học và học chuyên ngành ở trường này, thì một cái lộ trình để đảm bảo rằng chắc chắn là bạn là sinh viên chuyên ngành thì bạn phải học từ khoa tiếng. Thì đấy là một cái điều đặc biệt của trường so với những trường khác. Còn đơn nếu như mà không phải là ngành làm đẹp, những bạn ngày hôm nay cùng quan tâm tới chương trình này thì bạn có chọn những mã ngành khác ở những khu vực khác thì cái việc mà bạn chuyển trường không có gì khó cả. Chị thấy bạn Kim Trung, Võ Thị Kim Trung có hai câu hỏi. Kim Trung có hỏi một là điều kiện của trường Song Sinh như thế nào, và Song Sinh và Tông A thì nên chọn cái nào để có nhiều việc làm hơn. Chị thấy em là một bạn sinh viên lựa chọn những trường rất là thực tế. Thực tế, bạn này có vẻ như là bạn của hai học sinh rất là thân của mình là bạn Thúy và bạn Hà thì phải. Chắc là bạn này là một nhóm mà bốn bạn các bạn đi cùng nhau như hôm trước. Đây đều bạn là những trường mà có một mức học phí tốt. Thứ hai là có thứ hạng đào tạo, và thực ra là có cái chương trình đào tạo rất là linh hoạt và hiện đại. Đúng rồi, và thực ra hai trường này có một điểm chung, và may nếu em chọn thì MEP là Asian, tức là đối tác ruột của hai trường này. Đặc biệt là ở Seoul thì trường Song Sinh là một trường MEP rất rất thân. Thực ra cũng chẳng làm gì mà thân cả, đơn giản là học sinh gửi ở đấy đều các bạn học rất là giỏi. Tức là các chị đi trước, học sinh của MEP học ở Song Sinh, có người còn lên đến topic 4, còn topic 3, topic 2 rất nhiều. Các bạn sang đó học hệ tiếng tầm khoảng 6 tháng với mong muốn là sẽ lên chuyên ngành tại trường luôn. Bởi vì Song Sinh là một trường cực cực kỳ tốt để học chuyên ngành với nhiều học bổng và điều kiện vào không quá khó. Thì điều kiện học tiếng, chị không biết là xét các, tức là với các bên khác như thế nào, nhưng mà học sinh của mình thì vào Song Sinh học rất giỏi nên là vào được Song Sinh không quá khó. Quan trọng là trong khi em vào Song Sinh rồi thì em học giỏi đến mức nào thôi để duy trì tốt cái lịch sử thể hiện học sinh của mình ở đó, thì hầu như không bạn nào gặp vấn đề gì về việc học cả. Thì đó là một cái điểm rất là may mắn. Nếu em thích vào Song Sinh thì chào mừng em. MEP rất thân và luôn cố gắng chọn học sinh tốt nhất cho trường. Song Sinh cũng là một trường ngay sát Trung An nếu xét về vị trí địa lý. Thì Song Sinh thực sự là một trường hay, hiện đại, mặc dù bản chất họ là trường đại học trăm tuổi, họ có một lịch sử đi liền với lịch sử của Hàn Quốc, và đấy là một trong những điểm MEP đánh giá rất là cao. Tức là bạn vào một ngôi trường không chỉ là đẹp, không chỉ là hiện đại, không chỉ là có cách chăm sóc học sinh tuyệt vời. Hôm trước thì thầy giáo bên trường mới nói với em là khu ký túc xá của trường đang được nâng cấp lên rất là xịn. Tức là các bạn chỉ phải trả có tầm khoảng 200,000 won một tháng thôi. Trong lòng Seoul là bây giờ còn có cả bếp nấu trong ký túc xá nữa, và được upgrade lên, thì đây là một điểm tuyệt vời để các bạn có thể tính lên Song Sinh. Không chỉ là trường đẹp này, rẻ này, xịn, mà ký túc xá thì luôn luôn có một sự renovate tốt nhất để cho học sinh có điều kiện sống và học tập. Nên là Song Sinh thực sự rất là highly recommend bởi MEP. Trong lòng Seoul, nếu mà so sánh giữa Seoul và Busan thì chị thấy như thế này: hai trường em chọn đều là hai trường trung tâm. Chẳng hạn như là Song Sinh thì trung tâm của Seoul, còn Tông A thì là trung tâm của trung tâm của trung tâm của Busan. Hai đại diện. Đúng rồi, hai đại diện. Thế cho nên là hai trường này bản chất đều rất là hiện đại. Tông A thì cực kỳ Mỹ, tức là các thầy cô cũng nói giọng Anh Mỹ luôn nếu cần nói tiếng Anh.
thì Tông Nga tốt, không có điểm gì để chê cả. Nếu mà em lựa chọn thì đây mang tính chất lựa chọn về thành phố thôi. Chẳng như là Seoul hay là Busan, còn tùy thuộc em muốn học ngành tại gì. Tại vì bạn cũng có hỏi, đúng bạn rồi. Có comment lại là dạ. Bạn cũng hỏi về nơi nào làm việc có nhiều việc làm thêm hơn á. Đúng rồi. Thì thực ra các thành phố khác nhau, chúng ta phải nói về gọi là cái gọi là cơ hội đấy em. Dạ. Việc làm thêm thực ra ở những trung tâm thành phố lớn lúc dạ. nào cũng có. Chính xác. Cũng giống như là đấy việc là một làm điểm thêm đến trung tâm thành phố. Mình so sánh đơn giản như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh á. Dạ. Thì thực ra ở đâu cũng có cơ hội cho các bạn. Và khi mà em lựa chọn hai trường này thì thực ra nó sẽ bị chi phối bởi nhiều yếu tố khác. Ví dụ như là em yêu miền Bắc hay yêu miền Nam hơn. Dạ. Khi mà em có những câu hỏi này thì chị Nga cũng nói hình như là em cũng là một người bạn, em cũng có người bạn nào đó đã đi du học qua MEP rồi. Thì thực ra nếu chẳng hạn như nơi nào em có những người bạn thân thiết, mình cũng có những cái hỗ trợ về tinh thần á, dạ. thì có thể là mình sẽ lựa chọn thành phố đó. Còn nói về cơ hội việc làm thì bản chất nó lại không chi phối bởi điều đó em ạ. Nó sẽ chi phối bởi vì chính cả từng cá nhân một. Trên thực tế, ví dụ như là ở hai trường này thì cho dù là em học ở đâu thì mình có một cái nền tảng cơ bản là về tiếng thì em xin việc không có khó khăn gì hết. Từ trước đến nay thì cái theo như mà chị theo dõi các bạn sinh viên ấy, bạn nào mà có sự chuẩn bị tiếng tốt, em học tập trung sau 6 tháng và theo quy định của pháp luật là em có thể đi làm thêm. Yeah. Thì ở hai thành phố này em đều không khó khăn trong vấn đề đó là chúng ta tìm việc làm thêm. Đây là một câu chuyện rất là xưa cũ, ai cũng thuộc lòng cái câu nào đó là muốn có việc làm thêm thì chúng ta cần phải có tiếng tốt. Thực sự là vấn đề xưa cũ, nhưng mà nói mãi lên nữa thì thực ra vẫn không hết được cái sự quan trọng của cái vấn đề này. Nên là nếu mà em có niềm đam mê, có một người bạn ở thành phố nào và định hướng cho em, một trong hai nơi đều là những cái sự lựa chọn lý tưởng. Còn việc làm thêm thì không có lo lắng đâu, bởi vì cả hai thành phố đều rất sôi động và có thể cung cấp cho em nhiều cơ hội việc làm. Cái điều cuối cùng mà muốn nhắn nhủ đến em là nếu mà có yêu mến một trong hai ngôi trường này và có mong muốn đi làm thêm thì cách tốt nhất đó là sau này thì em hãy cố gắng học tiếng cho tốt cả ở đầu Việt Nam trước khi đi cũng như là ở đầu bên Hàn Quốc nữa. Ví dụ thông thường thì một bạn sinh viên ở du học thì MEP có cung cấp cho các bạn khóa học miễn phí đấy em. Nếu mà bạn đến sớm thì thông thường là bạn sẽ học được một khóa trung bình là 3 tháng. Dạ. Còn bạn nếu mà có khoảng thời gian nhiều hơn thì bạn có thể học 6 tháng. Và cộng với khoảng thời gian 6 tháng theo quy định của pháp luật là bạn đến Hàn Quốc bạn học trước khi bạn đi làm thêm nữa. Thông thường bạn đã có 1 năm học tiếng rồi. Dạ. 1 năm học tiếng rồi thì trình độ cứ cho là mức phát triển bình thường vừa phải đi thì là dạ. bạn phải có tương đương với TOEIC 3 đúng trở lên. Thì với cái việc là cái điều kiện tiếng như vậy, khi mà chúng ta đi xin việc làm thêm thì chắc chắn là sẽ không có một cái rào cản và khó khăn nào cho bạn nếu bạn cùng hợp tác và chúng ta cùng với nhau phấn đấu đâu. Dạ. Thế cho nên là theo chị nghĩ là quá trình so sánh giữa một trường, một trung tâm Seoul hay trung tâm Busan, bởi vì nếu mà chị nhớ không nhầm, rất là em đi cùng các bạn chắc tầm 1 năm nữa thì mình còn nhiều thời gian để chuẩn bị. Hơn nữa nếu năm sau từ cuối tháng 2 thì chắc chắn là chính sách lại đổi một lần nữa. Lúc đấy lại có sự xáo trộn trong bảng xếp hạng của các trường thì mình lại chờ đến cuối tháng 2 để mình có thêm những cái suy nghĩ và cân nhắc nhé. Bạn Thịnh thì có nói là bên Hàn coi trọng bằng IELTS hay TOEIC hơn. Thực ra là không rất là khó để nói rằng họ coi trọng cái gì hơn, bởi vì nó đều thể hiện được khả năng tiếng Anh của em. Nhưng quan trọng rằng Thịnh nên để ý, nếu tức là chứng chỉ tiếng Anh chỉ là một điều kiện thêm vào, trừ khi em đăng ký học một trường theo dạng English Track, tức là 100% dạy bằng tiếng Anh. Còn lại tiếng Hàn mới là điểm quan trọng nhất, bởi vì em sẽ học bằng tiếng Hàn, em sinh tồn trong môi trường Hàn, em phát triển một business của Hàn Quốc thì em nên nói tiếng Hàn. Còn lại tiếng Anh thì nói chung là mình nên nói là nó equal. Nhưng nếu mà được ấy thì chị nên khuyên em thi là IELTS hoặc là TOEFL. Còn TOEIC thì lựa chọn thứ hai. Đó, thì khi mà em apply học bổng thì mình cũng có thể coi đấy là một cái điểm cộng của mình. Dạ. Bạn Trung có nói rằng em cảm ơn nhiều. Cảm ơn Trung, hy vọng sớm gặp em tại MEP cùng các bạn nhé. Em nghĩ là bây giờ mình cũng đã đi qua các câu hỏi cơ bản rồi và cũng đi qua gần 1 tiếng rưỡi của chương trình ngày hôm nay rồi. Thì cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã tham dự buổi ngày hôm nay, đặt câu hỏi rất là sôi nổi. MEP cũng sẽ lựa chọn ra những câu hỏi của các bạn có đặt trong buổi ngày hôm nay, có trao đổi trực tiếp để gửi quà đến các bạn. Thế nên là nếu mà các bạn có thấy chị inbox thì là để inbox cho team bên livestream để gửi tặng quà cho các bạn. Các bạn chú ý inbox của mình nhé. Tuần tới chúng ta cũng ngập tràn livestream ngoài hai buổi mà thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Dạ. Thì ngày mai chúng ta có một cái buổi đặc biệt là diễn ra buổi trưa ngày thứ hai. Dạ. Sở dĩ là có cái buổi đặc biệt này là bởi vì rằng là có rất là nhiều những câu hỏi được gửi đến du học MEP. Trong đó thì chúng ta cũng có một cái chương trình, tức là nó theo dòng sự kiện của năm 2020. Đó là việc mà liên quan đến cái trường code top 3, và ra mã code thì rất là nhanh và học phí chỉ có 6 tháng thôi. Thì có nhiều bạn quan tâm tới trường này và một trong những cái điều kiện tiên quyết để mà sinh viên có thể là đủ đầy đủ nộp hồ sơ và đại sứ quán theo đúng cái yêu cầu thì là các bạn cần phải có được sổ ngân hàng 10.000 đô. Và cái sổ này thì yêu cầu như thế nào
quá trình thủ tục ra sao, cũng như là cái việc mà sau này các bạn được giải ngân. Thế thì tất cả những cái câu hỏi của các bạn để giải đáp được thì MEP đã có một cái chương trình thực tế. Đó là chúng ta cùng làm việc, chúng ta cùng trò chuyện với một cán bộ ngân hàng của ngân hàng Uribank để chúng ta từ đó có được cái thông tin cơ bản về theo quy định của ngân hàng cũng như là theo quy định của quốc nhập cảnh. Từ đó thì các em có một cái sự chuẩn bị chu đáo nhất. Thì tiếp theo cái số mà chúng ta giới thiệu về ngân hàng Shinhanbank thì bên MEP hy vọng rằng là đối với cái chương trình của Uribank thì sẽ làm nên một cái kết hoàn hảo, tức là chúng ta đã nói và đi qua được hai ngân hàng theo chỉ định của Đại sứ quán Hàn Quốc để có thể giúp cho các bạn sinh viên và quý vị phụ huynh là chứng minh cái phần tài chính của mình, để từ đó chúng ta có những cái biên độ lựa chọn trường phù hợp nhất với điều kiện tài chính, điều kiện kinh tế của từng gia đình. Một lần nữa thì MEP cảm ơn các bạn đã tham gia cái buổi livestream ngày hôm nay. Một lần nữa thì gửi lời cảm ơn, gửi lời chúc cho các bạn là có một cuối tuần vui vẻ, và chúng ta cùng hẹn gặp nhau vào buổi trưa ngày mai 11:30 ngày thứ hai nhé. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn đầu tiên là vào trưa ngày mai thứ hai. Chúng ta sẽ dồn dập có những livestream tiếp tục vào thứ tư và chủ nhật. Chủ đề thì các bạn sẽ xem và được cập nhật tại cover ở đây nhé. Thêm nữa, MEP đang lên một series cực kỳ hay. Khổ quá mình lại khen mình, nhưng ý là từ tuần này MEP đã hồi hộp quá. Đó là mình sẽ launching một cái series mới, đó là livestream trực tiếp với các trường đại học Hàn Quốc. Bởi vì năm nay thực sự là có một sự chia cách về khoảng cách, mình không thể đi đến trực tiếp được. Thực ra là nó đã nằm trong cái kế hoạch truyền thông từ năm ngoái của MEP, đó là đến trực tiếp các trường đại học Hàn Quốc để livestream cho các bạn. Nhưng mà do là khó khăn về bệnh dịch thì các thầy cô cũng rất nhiều trường đồng ý join cái dự án này của MEP rồi. Chúng ta sẽ livestream trực tiếp với các trường đại học các bạn yêu quý tại Hàn Quốc để các bạn hiểu về chương trình học bổng, hiểu về học phí của trường, hiểu về trường ngay trước khi các bạn quyết định chọn trường. Vì vậy các bạn cùng theo dõi fanspace này để hiểu thêm về những cái dự án mới của MEP, để kết nối các bạn trực tiếp với những trường đại học Hàn Quốc mà các bạn yêu quý nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghỉ chủ nhật vui.